Chương 109, Phượng Khâu Sơn, 19 Sớm tại một tháng trước, trong núi liền lần lượt truyền đến có người mất tích tin tức, đằng sau có người đến đây báo quan lúc, Hạ quan cũng chỉ tưởng rằng thật có cái gì mảnh thú quấy phá, sở dĩ liền điều động mấy người quá khứ. Đằng sau mấy cái kia tiến đến trong núi dò xét tình huống nha dịch mất tích, Hạ quan mới ý thức tới sự tình không đúng. Chỉ là lại không hoàn toàn xác định là thật hay không chính là yêu tà quấy phá điều kiện tiên quyết, Hạ quan cố ý chiêu mộ mấy cái giang hồ cao thủ, cùng đi đông đảo nha dịch đi vào, muốn đem chân tướng tìm ra. Thế nhưng là, thường tại nói đến đây, dầu mở trên mặt, cũng là không thể ức chế hiện ra một vệt sợ hãi. Sở hữu tiến vào trong núi người, giống như là hư không tiêu thất một dạng, không còn có nửa điểm tung tích, khi đó, hạ quan chính là khẳng định, trong núi tuyệt đối là có yêu tà tồn tại. Không phải, riêng lấy mảnh thú lời nói, là tuyệt đối không có khả năng để nhiều người như vậy toàn bộ đều gãy ở bên trong bình thường mạnh thú mạnh hơn lại có thể mạnh đến mức nào chỉ cần là đến thông mạch cảnh giới cơ hồ cũng không sợ tại bất kỳ mãnh thú chớ nói chi là tiến vào trong núi không chỉ là một cái thông mạch cảnh cao thủ đơn giản như vậy mà lại còn có số lớn nha dịch cùng đi không được nói trong núi không có mãnh thú liền xem như thật có đại lượng mạnh thú, cũng không có thể là đối thủ. Nghe tới thường tài lời nói về sau. Thẩm trường thanh âm thầm gật đầu. Đối phương nói, cùng mình ở hồ sơ phía trên thấy, không có cái gì quá lớn xuất nhập. Bởi vì có thời gian chênh lệch duyên cớ. Sở dĩ hắn muốn từ thường tài trong miệng, lần nữa hỏi thăm một phen, nhìn xem cùng hồ sơ ghi lại, có cái gì khác biệt. Sau đó, thẩm trường thanh nói, như vậy ở trên báo trấn ma ti về sau trong núi nhưng có cái gì dị động sớm tại báo cáo trấn ma ti thời điểm hạ quan liền đã phát ra bố cáo cấm chỉ những người khác tự tiện vào trong núi nhưng cư trú ở núi này dân chúng chung quanh phần lớn đều dựa vào núi mà sống cho dù là nha môn mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ vậy vẫn là có người mạo hiểm đi vào hôm qua lại có thợ săn vào núi cuối cùng không thể đi tới hôm nay buổi sáng thời điểm thì có dân chúng đến đây báo quan, hạ quan vậy tạm thời không có cách nào giải quyết. Thương tài thở dài, hắn trên mặt có thần sắc bất đắc dĩ. Mình là khúc đài huyện tri huyện, hiện tại khúc đài huyện bên trong phạm vi quản hạt xảy ra lớn như vậy vấn đề, thân là tri huyện bản thân cũng có từ chối không được trách nhiệm. Thật sự nếu không đem yêu tài giải quyết vấn đề lời nói, những thứ không nói khác, vẹn vẹn là dựa vào núi dân chúng dân chúng chính là một cái lớn lao nan đề. Đến lúc đó, khúc đài huyện náo động. Hắn cũng có phiền toái rất lớn. Thầm thở dài về sau, thương tài lại là thần sắc chấn động. May mắn thẩm đại nhân đến rồi, có thẩm đại nhân xuất thủ, tin tưởng trong núi đầu kia yêu tà, không có khả năng lại giết hại cái khác dân chúng. Thiên giai trừ ma sứ. Đây chính là tông sư cảnh giới cường giả. Phải biết. Địa giai trường ma sứ cũng đã là tông sư cấp bậc cường giả, càng đi lên một cái giai tầng thiên giai trừ ma sứ, nói ít cũng là tông sư hậu kỳ. Dù là thẩm trường thanh khuôn mặt trẻ tuổi, nhưng hôm nay ở trong mắt thường tại, cũng trở thành có thuật trú nhang. Có cường giả thực lực hùng hậu. Căn bản cũng không phải là tướng mạo, có thể phán định ra năm sau linh. Đặc biệt là thẩm trường thanh nhất cử nhất động, đều là khí chất phi phạm, để hắn càng thêm khẳng định trong lòng suy đoán thương đại nhân hiện tại có thời gian hay không có vậy thì bồi bản quan đi đâu nhìn một cái đi thẩm trường thanh đứng người lên hắn cũng không muốn lãng phí thời gian nếu có thể giải quyết vấn đề lời nói vậy liền mau chóng giải quyết hết nam u phủ còn có nhiều như vậy yêu tài chờ đợi mình hiện tại thiên cảnh kết thúc từng cái trấn ma ti nói không chừng đều có thể có nhất định lực lượng đưa ra tới nếu là diệt sát yêu tà tiến độ tăng tốc khả năng liền không có bao nhiêu lưu cho mình nghe vậy thương tài gật đầu thẩm đại nhân hiện tại quá khứ hạ quan tự nhiên cùng đi người tới hô to một tiếng lập tức thì có nha dịch đi đến đại nhân có gì phân phó bản quan muốn liền có thể tiến về phượng khâu sơn thông tri tất cả mọi người trừ tất yếu lưu thủ tại nha môn còn lại người toàn bộ cùng đi bản quan cùng thẩm đại nhân tiến về thương tài hạ lệnh nói cái kia nha dịch không người lĩnh mệnh chờ đến đối phương rời đi về sau hắn mới quay người nhìn về phía thẩm trường thanh trên mặt có tiếu dung thẩm đại nhân chuyến này đối phó yêu tà mang nhiều một chút người cũng là tốt không nói khác có thể vì thẩm đại nhân đánh một chút hạ thủ cũng sẽ thuận tiện rất nhiều thương đại nhân tự mình làm chủ chính là Thẩm Trường Thanh không nói gì thêm. Thường tài muốn làm thế nào? Kia là đối phương sự tình, cùng hắn quan hệ không lớn. Nửa canh giờ không đến, nhà môn người liền toàn bộ tập kết lên. Nhìn một cái, nha dịch có mấy chục người. Tại nha dịch bên cạnh, lại là đứng mấy người. Trẻ có già có. Thẩm Trường Thanh chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua, liền có thể minh bạch, mấy người này trên thân đều là thực lực không yếu đặt ở trong giang hồ, cũng coi là thông mạch cảnh giới cao thủ. Thường tài giải thích nói, thẩm đại nhân, bên trên một nhóm nha dịch tại phượng khâu sơn bên trong mất tích, sở dĩ đây đều là tân tấn tuyển nhận nha dịch, mặt khác mấy vị kia lời nói. Thì là hạ quan chiêu mộ được một chút giang hồ cao thủ. Nếu là tầm thường yêu tà, cũng là có thể đối phó. Chỉ là phượng khâu sơn bên trong đầu kia yêu tà, nhưng không có đơn giản như vậy. Nói đến phần sau thương tài lại là nặng nề thở dài hắn chỉ muốn an an tâm tâm làm khúc đài tri huyện đời này đường làm quan là không có hy vọng gì nhưng là không muốn vứt bỏ hiện hữu chức quan vì duy trì khúc đài huyện ổn định còn cố ý chiêu mộ một nhóm giang hồ cao thủ thường ngày thời điểm có một ít nhỏ yếu yêu tà làm loạn đều bằng vào nha môn sức mạnh của bản thân đem giải quyết hết làm sao lần này yêu tà không phải thường ngày yêu tà có thể so sánh. Yêu tà mặt cũng không có nhìn thấy, liền hao tổn một đám người. Thường tài hiện tại chỉ hy vọng, có thể mau chóng đem đầu kia yêu tà giải quyết, không phải, bản thân ăn ngủ không yên. Nhìn những người kia liếc mắt. Thẩm trường thanh thu hồi ánh mắt, thường đại nhân phòng ngừa chu đáo, ngược lại là làm không tệ, nhìn ra được, khúc đài huyện trong ngày thường đích thật là không có cái gì lớn náo động. Lúc nói chuyện, hắn ánh mắt rơi vào thường tại kia tròn vo trên bụng. Có thế béo thành như vậy, đích thật là không thấy nhiều. Tại chính mình thấy qua nhiều như vậy tri huyện tri phủ bên trong, đối phương xem như sinh hoạt tốt nhất một cái. Cảm thấy được thẩm trường thanh ánh mắt. Thường tài xấu hổ cười một tiếng, thẩm đại nhân cười chê rồi, chúng ta cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp đi Phượng Khâu Sơn đi. Phượng Khâu Sơn, dãy núi kéo dài có mấy trăm dặm không ngừng, đông đảo phi cầm tẩu thú đều là ở vào trong núi. Thường xuyên sẽ có dân chúng vào núi đi săn. Dần già, thì có một chút thợ săn dân chúng chỗ dựa mà sống, có thể giải quyết trên sinh hoạt một vài vấn đề. Chỉ là, bây giờ ở trong núi truyền ra yêu tà làm loạn tin tức về sau. Tiến vào phượng khâu sơn người liền thiếu đi rất nhiều. Bất quá. Vẫn có một số người mạo hiểm tiến vào bên trong, nhưng cuối cùng có thể ra tới, lác đác không có mấy. Một đoàn người. Ngay tại hướng về Phượng Khâu Sơn mà đi. Bởi vì nhân số không ít duyên cớ, cũng là dẫn tới một chút dân chúng chú ý, tốt lắm giống như là khúc đại huyện Nha Dịch đi. Không sai, phía trước cái kia chính là Thường Tri huyện. Nhà môn người tới, xem ra là phải giải quyết trong núi đầu kia yêu tà, trong thôn dân chúng thấp giọng nghị luận. Trên mặt của mỗi người, đều có không giống nhau vui mừng trong núi yêu tà nếu có thể được giải quyết lời nói đối với tất cả mọi người tới nói đều là một chuyện tốt có lão nhân thở dài chỉ hy vọng nha môn người có thể mau chóng giải quyết hết đầu kia yêu tà không phải chúng ta phiền phức không nhỏ a à. đúng vậy a à, đã rất nhiều ngày không có lên núi lại tiếp tục như thế một nhà già trẻ đều phải chết đói ai nghe nói hôm qua lâm gia lão tam tiếng vào hiện tại cũng chưa hề đi ra chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít có người trùng điệp thở dài. Đang nói về Phượng Khâu Sơn thời điểm, trên mặt đều là không tự chủ được hiện ra sợ hãi. Nghe bên tai dân chúng lời nói, thẩm trường thanh nhìn về phía trước mặt dãy núi. Trong tầm mắt hắn, trước mắt Phượng Khâu Sơn là không có chút nào nhỏ. Phóng nhãn nhìn lại, căn bản liền không nhìn thấy tả hữu dãy núi cuối cùng. Nếu như là có yêu tà trốn ở nơi này, tuyệt đối không có dễ dàng như vậy tìm kiếm. Một bên, thương tài trầm giọng nói nghe đồn rất nhiều năm trước có phượng hoàng nghĩ lại tại trong núi sở dĩ núi này mới bị mệnh danh là phượng khâu sơn phượng khâu sơn dãy núi kéo dài mấy trăm dặm nếu như không phải quen thuộc trong núi hoàn cảnh người tùy tiện tiến vào rất dễ dàng lạc lối trong đó dựa theo thường đại nhân thuyết pháp những cái kia mất tích người có khả năng hay không cũng là lạc lối ở trong núi thẩm trường thanh nghe đối phương đồng thời cũng đang chăm chú đánh giá phượng khâu sơn phượng hoàng nghĩ lại bực này đồ vật cũng chính là nghe đồn mà thôi nhiều khi một cái tên núi một cái địa danh thường thường đều là đến từ cái gọi là nghe đồn mà nghe đồn chính là nghe nhầm đồn bậy truyền ra nhiều tin tưởng người cũng liền nhiều đối với mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua đồ vật hắn đều là ông lấy nhất định hoài nghi bất quá trong thiên hạ tồn tại thiên khôi loại kia cường đại hung thú nếu quả như thật tồn tại cái gì phượng hoàng lời nói cũng không phải là không thể được thường tài nói không thể nào những cái kia mất tích người đều là phụ cận một vùng thợ săn đối với phượng khâu sơn tình thế rất quen thuộc tuyệt không có khả năng ở trong núi bị nhốt mà lại lần trước tiến vào phượng khâu sơn người nhiều như vậy cho dù là thực sự có người lạc đường dựa theo một cái phương hướng trực tiếp đi cũng có thể đi ra phượng khâu sơn nhiều người như vậy hiện tại một cái cũng không thấy. Nếu không phải yêu tà làm loạn, lại còn có thể là nguyên nhân gì? Phượng Khâu Sơn to lớn hơn nữa. Vây được một người. Vây được hai người, vậy tuyệt đối không có khả năng vây được một đám người. Theo thường tài, đây chính là yêu tà làm loạn chứng cứ. Nghe vậy, thẩm trường thanh khẽ gật đầu. Hắn vừa mới cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, sự tình đến một bước này, trên căn bản là có thể kết luận, Phượng Khâu Sơn bên trong là tồn tại có yêu tà. Chỉ là Phượng Khâu Sơn rất lớn. Bản thân đứng tại ngoài núi, cũng cảm giác không đến cái gì âm tà khí tức. Bởi vậy có thể thấy được. Đầu kia tồn tại ở Phượng Khâu Sơn yêu tà, tuyệt đối không phải ở ngoài vi, rất có thể là tồn tại ở vòng trong bên trong. Nhìn trước mặt dãy núi hai mắt. Thẩm trường thanh trầm giọng nói, yêu tà hành tung không rõ, bản quan sẽ tự hành vào trong núi dò xét một phen thường đại nhân liền dẫn người tạm thời lưu tại nơi này tiếp ứng để phòng bất trắc thẩm đại nhân không dùng chúng ta đi vào chung thường tài kinh ngạc hắn mang nhiều người như vậy vốn cho rằng là muốn cùng theo vào núi thẩm trường thanh nhìn những người kia vài lần lắc đầu không cần các ngươi lưu tại nơi này chờ lấy chính là Chương 110, một quyền đánh vào không khí bên trên, 10, 10 Bình thường nha dịch. Thực lực không mạnh, gặp được yêu tà có thể lấy phát huy cái gì lớn tác dụng. Đến như thông mạch võ giả nói. Đối phó u cấp quái gì có thể, nhưng nếu là u cấp trở lên, liền không có cái gì đại dụng. Tự lấy được tin tức nhìn. Phượng khâu sơn bên trong ẩn nút yêu tà, tuyệt đối không chỉ là u cấp đơn giản như vậy. Đã như vậy, thẩm trường thanh cũng không có mang theo nhiều như vậy vướng víu ý nghĩ. Tương phản. Nhân số nếu là quá nhiều, để đầu kia yêu ta cảm thấy e ngại lời nói, ngược lại sẽ không dễ dàng hiện thân. Nói cho cùng. Yêu ta cũng không phải một điểm trí thông minh cũng không có. Thật cảm thấy được uy hiếp, đối phương cũng sẽ xu thế các tránh hại. Nhìn xem thẩm trường thanh vào núi. Thường tài cuối cùng vẫn là không có ngăn cản. Hắn thấy đối phương là thiên giai trừ ma sứ, liền xem như thật sự gặp yêu tà, cũng không khả năng xảy ra vấn đề gì. Thực lực còn tại đó. Mà lại, nếu như là thiên giai trừ ma sứ, đều không giải quyết được lời nói, như vậy Phượng Khâu Sơn vấn đề, coi như nghiêm trọng. Nguyên địa đóng giữ, chờ đợi thẩm đại nhân trở về. Thường tài hạ lệnh. Thoại âm rơi xuống. Thì có nha dịch tiến vào trong thôn, cùng dân chúng thương nghị ở tạm sự tình thường tài cùng mấy cái kia thông mạch võ giả cũng còn lưu tại nguyên địa lúc này một cái màu nâu quần áo lão giả trầm giọng hỏi thường đại nhân vị kia thẩm đại nhân đến tột cùng là lai lịch gì cũng dám một người tiến vào phượng khâu sơn trong mắt của hắn có nghi hoặc phượng khâu sơn bây giờ vấn đề đã là nghiêm trọng đến nhất định tình trạng đối phương ở thời điểm này dám một thân một mình tiến vào bên trong rõ ràng là có nhất định lực lượng Mặt khác, từ thường tài từ đầu tới đuôi thái độ đến xem. Thẩm trường thanh thân phận cũng là tuyệt đối không đơn giản. Đối mặt một vị cường giả bí ẩn. Nhà môn mời chào tới mấy cái giang hồ cao thủ đều có không sai biệt lắm nghi vấn. Thường tài nói, thiên hạ hôm nay có người nào khi lấy được yêu tà tin tức về sau còn có thể lẽ loi một mình tiến đến đối phó. Trấn Ma Ti Áo nâu lão giả lông mày nhíu lại thường tài giàu mở trên mặt, có nụ cười nhàn nhạt, không sai, chính là Trấn Ma Ti. Mấy người nghe vậy? Trong lòng cũng là hơi chấn động một chút. Quả nhiên là Trấn Ma Ti người. Cũng đúng. Chỉ có Trấn Ma Ti người mới có thể để cho thường tài cung kính như thế đối đãi. Cũng chỉ có Trấn Ma Ti người mới dám tại tinh tường Phượng Khâu Sơn có yêu tà tình huống dưới, còn một thân một mình tiến về. Trong thiên hạ cường giả không ít, nhưng là Trấn Ma Ti lại chiếm cứ tuyệt đại bộ phận. Chợt, áo nâu lão giả lại là hỏi, dám hỏi thường đại nhân, vị đại nhân kia là cái gì cấp bậc Trừ Ma sứ? So trong tưởng tượng của ngươi, lợi hại hơn rất nhiều. Thương tài trên mặt lộ ra thần bí tiếu dung, không trả lời thẳng. So với trong tưởng tượng lợi hại hơn rất nhiều. Lúc này, đã có người nghĩ tới một chút, không phải là địa giai Trừ Ma sứ phượng khâu sơn đầu kia yêu tà rõ ràng không phải thông mạch võ giả có thể đối phó trấn ma ti thật muốn phái người tới xác suất rất lớn chính là để một vị huyền giai trừ ma sứ đến chỉ là kết hợp thường tại lời nói thẩm trường thanh hiển nhiên không chỉ là huyền giai trừ ma sứ đơn giản như vậy nghe vậy thường tài chỉ là cười không đáp có một số việc bản thân tin tường là đủ rồi cùng những người khác nói nhiều như vậy không có cái gì tất yếu. Bất quá. Thường tài dáng vẻ, rơi vào trong mắt người khác, chính là đồng đẳng với thầm chấp nhận. Thật là tông sư. Mấy người trên mặt không tự chủ được hiện ra kính sợ thần sắc. Tông sư cường giả. Kia trong giang hồ, đều coi là thái sơn bắt đẩu nhân vật. Chỉ có những cái kia đại phái, mới có tông sư cấp bậc cường giả tọa trấn, những người còn lại, liền xem như tông sư trước mặt, cũng không có cơ hội gì nhìn thấy. Đừng nhìn bọn hắn thân là thông mạch cảnh võ giả, trong giang hồ giống như có một ít địa vị. Có thế cùng tông sư so sánh. Đó chính là khác nhau một trời một vực. Đây chính là Phượng Khâu Sơn. Tiến vào trong núi, thẩm trường thanh nhìn xem chung quanh cây cối rừng cây, thần niệm cảm giác cũng là thả ra ngoài. Trăm trượng trong vòng. Bất kỳ gió thổi cỏ lây. Đều là dấu hắn bất quá. Trong tai, có côn trùng kêu vang chim hót thanh âm vang lên, một lần tình cờ còn có nhỏ xíu mảnh thú gào thét khi hắn ánh mắt phía trước. Một đầu rụt dây đường mòn xuất hiện ở nơi đó. Rất hiển nhiên, kia là tiếng vào phượng khâu sơn thợ săn, mở ra tới một con đường. Trong núi rừng rậm đông đảo. Nếu như không phải có lộ tuyến cố định, rất dễ dàng liền sẽ lạc mất phương hướng. Mặt khác, cũng sẽ gặp được một chút không thể đoán trước nguy hiểm. Bởi vậy, Phượng Khâu Sơn trong có người làm khai phát đường nhỏ, lại là bình thường cực kỳ. Thẩm trường thanh thuận ruột dê đường mòn. Hướng Sơn bên trong đi đến. Biến mất thợ săn. Cùng những cái kia tiến vào trong núi, biến mất không thấy gì nữa nha dịch cùng giang hồ võ giả. Tỷ lệ lớn. Đều sẽ đi đến đầu này đường nhỏ. Chỉ cần dọc theo giống nhau lộ tuyến đi đi, như vậy tìm ra ẩn nấp yêu tà vậy liền không có khó khăn dường nào cảm giác phóng đại thẩm trường thanh vừa đi vừa quan sát chung quanh thế cục nhưng là theo không ngừng xâm nhập vậy thủy chung là không có nhìn thấy yêu tà tung tích không được nói yêu tà tung tích liền xem như một sợi âm tà khí tức hắn đều không có cảm thấy được nơi này núi cao rừng rậm ánh mặt trời chiếu tiến đến không dễ nếu quả thật có âm tà hơi thở cũng sẽ không tiêu tán nhanh như vậy, xem ra đầu kia yêu tà, đích thật là tại phượng khâu sơn nơi sâu xa rồi. Âm thầm lắc đầu. Thẩm trường thanh tiếp tục đi đến phía trước. Đột nhiên. Bụi có kinh động, có một đầu báo từ bên trong chui ra, màu xanh biết đôi mắt, gắt gao nhìn chầm chầm người trước mặt, rất có tùy thời đánh giết đi lên ý tướng. Thấy vậy. Hắn đang chuẩn bị động thủ, đem báo cho việc đi thời điểm. Ô ô từ đầu đến cuối đời trên bờ vai, không có cái gì động tác thiên khôi, đột nhiên trở nên kích động. Nó nhìn xem trước mặt báo, trong miệng phát ra tính uy hiếp thanh âm. Ngay sau đó, liền thấy con báo kia ánh mắt, từ thẩm trường thanh trên thân, dời đến thiên khôi trên thân. Sau đó, tứ chi một chút xíu về sau chuyển đi, tự như là nhìn thấy cái gì đáng sợ uy hiếp đồng dạng. Báo lui ra phía sau. Thiên khôi liền càng thêm kích động hai con chân trước không ngừng khoa tay trong miệng phát ra thanh âm ô ô lúc này thẩm trường thanh giống như cảm nhận được một chút thiên khôi muốn biểu đạt ý tứ ăn nó muốn ăn trước mắt báo nhìn xem bị thiên khôi dọa đến từng bước lui lại báo hắn cũng không có chần chờ bấm tay một sợi phun ra ngoài nháy mắt liền đem con báo kia đầu xuyên thủng đến chết đầu này báo cũng không có kịp phản ứng theo đối phương ngã xuống đất Thẩm trường thanh vỗ vỗ thiên khôi đầu, đi ăn đi, nhưng không cần lãng phí quá nhiều thời gian. Ô ô! Thiên khôi cho ra đáp lại về sau, lập tức từ trên bờ vai nhảy xuống, chạy vội thức hướng về báo phóng đi. Chờ đi tới trước mặt thời điểm. Nó trực tiếp ghé vào trên người đối phương, mở ra miệng nhỏ liền cắn. Dày đặc da lông. Căn bản ngăn cản không được thiên khôi răng. Theo thiên khôi nằm ở báo trên thân, không ngừng nuốt con báo kia thi thể tự lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô quát xuống. Chưa tới một khắc đồng hồ. Ban đầu báo chính là gầy gò rất nhiều, giống như trôi mất số lớn máu tươi. Lại xem xét. Thiên khôi ở một cái, thất tha thất thẻo hướng về thẩm trường thanh đi đến. Cùng vừa mới phía trước động tác nhanh nhẹn so sánh, bây giờ động tác lại là kịch cậm rất nhiều. Cuối người. Đem thiên khôi cầm lên đến, nhét vào trên bờ vai về sau, hắn tiếp tục đi lên phía trước lấy. Thiên khôi bản thân liền là hung thú. Đối phương đã hút mảnh thú máu tươi, vậy đã nói rõ mình có thể thiếu cho ăn một bữa. Theo xâm nhập phượng khâu sơn. Mảnh thú hành tung ngược lại là ít đi rất nhiều. Liền ngay cả côn trùng kêu vang chim hót thanh âm, đều là dần dần trở nên yên lặng. Toàn bộ phượng khâu sơn. Giống như là lâm vào tĩnh mịch một dạng, không tồn tại nửa điểm bất kỳ vật sống có vấn đề chung quanh tình huống quỷ dị để thẩm trường thanh tâm thần nháy mắt ngưng trọng lên từ tiếng vào phượng khâu sơn cho đến bây giờ thời gian vậy đi qua mấy canh giờ trước kia mặt trời chói chang trên cao lại đến bây giờ mặt trời lặn phía tây tăng thêm núi cao rừng rậm đặc điểm chung quanh ánh mắt đã là mờ tối rất nhiều hắn yên lặng tính toán bản thân tiến độ không hề nghi ngờ mấy canh giờ hoàn toàn là tiến vào phượng khâu sơn chỗ sâu nhất thần niệm cảm giác phạm vi bên trong tình huống cũng đều biểu thị không tầm thường nhưng vấn đề là ở chỗ dù là hiện tại rất là không giống bình thường nhưng thẩm trường thanh vậy vẫn không có cảm thấy được đầu kia ẩn nấp yêu tà đến tột cùng là ở nơi nào tiến vào lâu như vậy hắn là bất luận cái gì một điểm âm tà khí tức cũng không có cảm thấy đến kể từ đó vậy cũng chỉ có hai loại tình huống Thứ nhất là bản thân chỗ đi qua địa phương. Căn bản cũng không có yêu tà tồn tại khả năng. Thứ hai chính là yêu tà ẩn nấp thủ đoạn cường đại. Mà lại, cho đến bây giờ, đầu kia yêu tà cũng không có đối tự thân động thủ. Thẩm trường thanh cũng không khỏi hoài nghi. Đối phương là không phải phát hiện thực lực của hắn cường hoành, sợ dĩ không dám mạo hiểm xuất thủ. Lại là tại phượng khâu sơn đi vòng vào một đoạn thời gian. Cuối cùng, hắn bỏ qua tìm yêu tà dự định. Phượng Khâu Sơn yêu tà khó chơi trình độ, so tưởng tượng bên trong muốn khó hơn rất nhiều. Thẩm Trường Thanh không sợ yêu tà thực lực mạnh mẽ, liền xem như yêu tà mạnh hơn. Bằng vào hắn khả năng hiện giờ, đối phó lên đều không vấn đề gì. Dù sao, muốn nói Phượng Khâu Sơn tồn tại một đầu yêu ma lời nói, não ra động tĩnh không có khả năng chỉ có ngần ấy. Lo lắng nhất, chính là giống trước mắt dạng này, căn bản tìm không thấy yêu tà hành tung. Cái loại cảm giác này, để Thẩm Trường Thanh có loại một quyền đánh vào không khí bên trên một dạng, không có chút nào tác dụng. Phải nghĩ cái biện pháp mới được, thật sâu nhìn hoàn cảnh chung quanh liếc mắt. Hắn vẫn từ bỏ bây giờ tìm đến yêu tà dự định, sau đó thuận đường cũ trở về. Phượng Khâu Sơn bên ngoài. Thường tài đám người vẫn là chờ ở chỗ này. Áo nâu lão giả sắc mặt lo lắng, vì đại nhân kia tiến vào phường khâu sơn vậy mấy canh giờ, hiện tại cũng là vào buổi tối, lại vẫn là một điểm động tĩnh cũng không có, sẽ không cũng như những người khác một dạng mất tích đi. Trong dự đoán đại chiến không có bộc phát. Thậm chí là một điểm động tĩnh cũng không có truyền ra. Vì thế, muốn nói một điểm suy đoán cũng không có, đó là không thể nào. Chớ có nói bậy, Phượng Khâu Sơn yêu tà mạnh hơn, cũng không có thể là thẩm đại nhân đối thủ thường tài trên mặt tiếu dung thu liễm tiếp theo rầy một câu người khác không rõ ràng hắn nhưng là rất rõ ràng đối phương chính là thiên giai trừ ma sứ mạnh như vậy người làm sao có thể hãm trong phượng khâu sơn chỉ là áo nâu lão giả lời nói cũng không vô đạo lý thẩm trường thanh tiến vào phượng khâu sơn thời gian lâu như vậy không hề có một chút tin tức nào truyền ra nói thật thường tài ở sâu trong nội tâm, cũng là tồn tại một điểm như có như không lo lắng. Chương 111, suy nghĩ đối sách. Có người đi ra. Tại thường tài đám người lo lắng chờ đợi thời điểm, có người hét to một tiếng. Nháy mắt. Tất cả mọi người là thuận thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại. Sau đó nhìn người kia tay phải chỉ vào phương hướng, vừa vặn nhìn thấy một người từ phượng khâu sơn bên trong đi ra ban đêm hắc ám không có ánh trăng tình huống dưới người bình thường căn bản không được xem quá xa nhưng đối với thông mạch cảnh võ giả tới nói muốn tại ban đêm thấy vật vẫn là không có vấn đề gì đầu tiên là một bộ thanh sam lại là trên bờ vai nằm sắp chó con không thể nghi ngờ không phải tại hiện lộ rõ ràng ra tới người rốt cuộc là ai thường tài trước một bước đi ra phía trước thẩm đại nhân. Lúc nói chuyện, hắn trên dưới quan sát một chút thẩm trường thanh, muốn theo đối phương trên thân nhìn ra cái gì động thủ vết tích. Nhưng là, không có. Không có thứ gì. Thật giống như đối phương chỉ là đi vào phường khâu sơn chạy hết một vòng, sau đó tự ra đến rồi đồng dạng. Sau đó, thương tài lại là nghĩ tới thẩm trường thanh thực lực. Không khỏi hỏi dò. Thẩm đại nhân thế nhưng là đã đem phượng khâu sơn bên trong yêu tà đều giải quyết. Những người khác cũng đều là đi tới. Nghe nói thường tài lời nói về sau, ánh mắt cũng rơi vào Thẩm Trường Thanh trên thân. Yêu tà giải quyết rồi. Cũng đúng. Nếu như là một vị địa giai trừ ma sứ lời nói, giải quyết yêu tà đích xác không phải là cái gì lớn vấn đề. Nhìn xem ánh mắt của mọi người. Thẩm Trường Thanh lắc đầu. Bản quan nhập phượng khâu sơn hồi lâu, cũng không có tìm tới ẩn náu trong đó yêu tà Hoặc là đầu kia yêu tà đã rời đi Hoặc là chính là cảm thấy được uy hiếp Sợ dĩ không dám tùy tiện hiền thân Nếu là như vậy Vậy coi như phiền toái Thương tài nụ cười trên mặt biến mất Một lần nữa trở nên sầu khổ Yêu tà rời đi Đây chẳng qua là một cái phỏng đoán Mà lại yêu tà rời đi phượng khâu sơn Như vậy lại trở về địa phương nào Đối với khúc đài huyện tới nói giống nhau là cái ẩn hình uy hiếp mặt khác nếu như yêu tà không có rời đi mà là e ngại tại thẩm trường thanh thực lực không dám tiên thần vậy thì càng là phiền toái không hiện thân phượng khâu sơn lớn như vậy muốn tìm được yêu tà cơ hồ không có cái gì có thế có thế mà lại hắn vậy minh bạch thẩm trường thanh không có khả năng một mực lưu tại khúc đài huyện nếu như chờ đến đối phương rời đi về sau Phượng Khâu Sơn yêu tà lần nữa làm loạn. Vẫn là một cái phiền toái. Tóm lại, Phượng Khâu Sơn yêu tà một ngày chưa trừ diệt. Thường tài đều là ăn ngủ không yên. Thẩm trường thanh sắc mặt bình tĩnh, Phượng Khâu Sơn yêu tà sự tình, bản quan sẽ cân nhắc đối phó biện pháp, dưới mắt tạm thời đừng để bất luận kẻ nào tiến vào Phượng Khâu Sơn, mỗi người chết ở yêu tà trong tay, đều sẽ tráng đại yêu tà lực lượng. Phượng Khâu Sơn một vùng dân chúng không ít, Muốn chân chính phong tỏa núi này, nhất định phải hồi bẩm phía trên mới được, không phải vẹn vẹn dựa vào khúc đài huyện binh lực, căn bản làm không được phong tỏa Phượng Khâu Sơn tình trạng. Thường tài thở dài. Nếu như là bình thường địa phương, như vậy lấy khúc đài huyện lực lượng đi phong tỏa, tự nhiên không có cái gì lớn vấn đề. Nhưng là Phượng Khâu Sơn không phải địa phương nhỏ. Dãy núi kéo dài mấy trăm dặm. Thật muốn toàn lực phong tỏa lời nói vận dụng binh lực, căn bản không phải khúc đài huyện có thể thừa nhận. Mà lại, tin tức một khi báo cáo, vừa đi vừa về chơi đùa lời nói, lại không phải mấy ngày ngắn ngủi bên trong thời gian có thể làm được. Nghe vậy, thẩm trường thanh vậy minh bạch khúc đài huyện khó xử. Hắn trở lại nhìn thoáng qua phường khâu sơn, trong đêm tối. Nơi đó phản phất như là một đầu mở ra miệng rộng, chuẩn bị nuốt chửng vào trong núi sinh linh đáng sợ cự thú chân chính phong tỏa thì không cần, quá mức lãng phí nhân lực vật lực, trực tiếp dán bố cáo, nói rõ trong núi nguy hiểm, để bọn hắn tạm thời không cần đi vào, nếu quả như thật không nghe khuyên ngăn, cái kia cũng trách không được người khác. Nói xong. Thẩm trường thanh trở lại, lần nữa nhìn về phía thường tài. Lưu lại một một số người ở đây lưu thủ, tùy thời lưu ý tình huống dị thường, những người còn lại liền tạm thời trở về khúc đài huyện đi. Khúc đài huyện dẫn người sau khi trở về, thường tài ngay lập tức, chính là lần nữa dán thông cáo, cường điệu phượng khâu sơn vấn đề, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tự tiện tiến vào. Không có cách nào. Tìm không thấy yêu tà, chỉ có thể là dùng thông cáo tình thế, nhường cho người tạm thời không muốn đi vào phượng khâu sơn. Còn sót lại sự tình. Chờ giải quyết rồi yêu tà lại nói. Trong nha môn. Nội đường. Thường tài sắc mặt cung kính, đại nhân, Thông cáo đã trương thiếp ra ngoài, tin tưởng sẽ không còn có người nào tiến vào phượng khâu sơn. Hừm, vậy là được. Thẩm Trường Thanh gật đầu, sau đó nhìn trước mặt cái này. Có chút muốn nói lại thôi người. Thường đại nhân còn có chuyện gì? Nghe vậy, Thường Tài cười nói, là như vậy, Thẩm đại nhân vừa mới đến, khúc Đài huyện lại là cái địa phương nhỏ, chỉ sợ những cái kia khách sạn không xứng với đại nhân thân phận, sợ dĩ hạ quan coi là đại nhân nếu không phải ghét bỏ lời nói, không bằng ngay tại nha môn bên trong ở lại. Nếu như Phượng Khâu Sơn có cái gì tình huống, cũng có thể ngay lập tức hướng đại nhân báo cáo. Không có phiền toái gì à? Không có, đại nhân có thể ở nha môn ở lại, kia là hạ quan vinh hạnh, há có phiền toái đạo lý. Thường tài liên miên khoát tay. Phiền phức. Đó là không tồn tại. Hắn ước gì thẩm trường thanh tại nha môn ở lại, sau đó mình có thể cùng vị này thiên giai trừ ma sứ, nhiều tìm cách thân mật. Phải biết. Trấn ma ti người, mặc dù rất ít liên quan đến triều đình phương diện sự tình. Thế nhưng là. Đại tần các nơi, không luận văn quan quan võ, liền xem như đối trấn ma ti lòng có bất mãn, cũng sẽ không tại ngoài sáng dân tấu chương lộ ra. Thậm chí, không ít người đều là nguyện ý bán trấn ma ti một bộ mặt cùng thẩm trường thanh tạo mối quan hệ, nói cho cùng cũng là một chuyện tốt. Thấy vậy, thẩm trường thanh cũng không cự tuyệt, vậy liền làm phiền thường đại nhân. Đại nhân nói quá lời. Nhìn thấy thẩm trường thanh đáp ứng, thường tài phản phất là nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó, hắn chính là trở lại nhìn về phía nội đường đại môn, cao giọng quát, người tới. Đã sớm chờ đợi ở bên ngoài nha dịch, lập tức đi đến, đầu tiên là hướng về thẩm trường thanh thi lễ, lại là hướng về thường tài không người hỏi thăm dám hỏi đại nhân có gì phân phó lập tức thu thập một cái phòng trên ra tới để thẩm đại nhân nghỉ ngơi thật tốt một lần không thể có bất luận cái gì lãnh đạm ti chức tuân mệnh nha dịch lĩnh mệnh lui ra thường tài lúc này mới một lần nữa ngồi về vị trí bên trên nhìn xem thẩm trường thanh trên mặt có cười ha hả biểu lộ thẩm đại nhân không biết lần này nhập phượng khâu sơn nhưng có phát hiện gì nói cho cùng hắn vẫn quan tâm phượng khâu sơn sự tình nghe vậy thẩm trường thanh bưng lên chén trà bên cạnh khẽ mím môi một cái về sau mới một lần nữa thả trở về phượng khâu sơn bên trong thật là có gì đó quái lạ đặc biệt là bản quan tiến vào trong núi chỗ sâu thời điểm nơi đó giống như chim thú diệt tuyệt bình thường sơn lâm không có loại tình huống này xuất hiện làm sao phượng khâu sơn địa thế không nhỏ bản quan một người lực lượng cuối cùng có hạn. Nếu như kia yêu ta có chủ tâm ẩn nấp lời nói, muốn tìm kiếm ra tới, tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Phiền phức. Thường tài lại là thở dài. Bởi vì yêu ta vấn đề, hắn đều cảm giác mình gần nhất gầy rất nhiều. Phượng khâu sơn vài trăm dặm địa giới, muốn tìm kiếm ẩn nấp yêu ta, độ khó là không nhỏ, trừ phi là phóng hỏa đốt núi, còn có một tuyến khả năng đem đầu kia yêu ta ép ra ngoài, nhưng mà đây cũng là chuyện không thể nào. Phóng hỏa đốt núi, vậy chỉ có thể là suy nghĩ một chút mà thôi. Phượng Khâu Sơn liên lụy đến bao nhiêu dân chúng sinh tồn? Bản thân thật muốn phóng hỏa đốt núi lời nói. Thường tài cảm giác, không cần chờ đợi yêu tà sự tình mở rộng, bản thân liền dẫn đầu bị dân chúng nước bọt cho chìm. Sở dĩ, phóng hỏa đốt núi không thể làm. Cho dù là đặt vào Phượng Khâu Sơn bên trong yêu tà chưa trừ diệt, cũng không thể làm chuyện như vậy. Một khi làm, bản thân mũ ô sa chính là khó giữ được. Thẩm Trường Thanh nói, phóng hỏa đốt núi chỉ là hạ hạ sách, mà lại thủy hỏa vô tình, dù cho là đem đầu kia yêu tà bước đi ra, một khi thế lửa mất khống chế lời nói, tử thương có thể so với yêu tà làm loạn lớn hơn. Bản quan đã đến rồi, liền sẽ không để đầu kia yêu tà tiếp tục lưu lại phượng khâu sơn bên trong làm hại. Điểm này, thường đại nhân ngược lại là có thể yên tâm. Có thẩm đại nhân tại, hạ quan đương nhiên sẽ không lo lắng. Thường tài không nhẹ không nặng vỗ một cái mông ngựa. Lập tức, Tràng diện lại là bình tĩnh xuống dưới. Nội đường bên trong đèn đuốc sáng trưng. Thẩm trường thanh ngồi ở chỗ đó không nói gì thêm, hắn nghĩ đến đối phó phượng khâu sơn yêu tà sự tình. Bản thân đến rồi. Nếu như không đem đầu kia yêu tà diệt đi liền đi lời nói, kia thật là không thể nào nói nổi nếu là đầu kia yêu tà thực lực mạnh mẽ thật sự chuyện không thể làm cũng là còn dễ nói quá mức liền cho phá sơn thành đưa tin để trấn ma ti lại nhiều phái một số người tới nhưng bây giờ vấn đề là căn bản tìm không thấy yêu tà hành tung loại này một quyền đánh vào không trung phía trên cảm giác để hắn rất là khó chịu một bên thường tài cũng chỉ có thể cùng đi ngồi ở chỗ đó tức không có mở miệng quấy rầy cũng không có tự tiện rời đi hồi lâu thẩm trường thanh từ trong trầm tư lấy lại tinh thần từ trước mắt tình huống đến xem không sai biệt lắm có thế kết luận đầu kia yêu tà thực lực cũng không là bình thường oán cấp nhưng tuyệt đối không có khả năng bước vào sát cấp nếu như là vào sát cấp nó sẽ không tình nguyện lưu tại phượng khâu sơn bên trong chỉ là đơn thuần đi săn tiến vào trong núi người có thế chỉ là bình thường oán cấp cũng không nhất định có thể cảm thấy được ta bản thân mang cho uy hiếp của nó. Phượng khâu sơn chỗ sâu dị tượng, mặt bên nói rõ đầu kia yêu tà, khả năng rời đi tính cũng là không lớn, hiện tại vấn đề duy nhất, chính là như thế nào đem đầu kia yêu tà dẫn ra ngoài. Chỉ cần đối phương bị dẫn ra, như vậy vấn đề còn lại, cũng không phải là vấn đề. Quán cấp quái dị cũng tốt. Sát cấp quái dị cũng được. Chỉ cần đối phương hiện thân, thẩm trường thanh ác có niềm tin một lần hành động đem diệt đi. Lấy hắn thực lực hôm nay, quái dị đã sớm không ở bản thân coi trọng phạm vi, chỉ có yêu ma. Tại năng gây nên hắn coi trọng. Thường tại nói, lấy thẩm đại nhân nói chuyện, đầu kia yêu tà vẫn như cũ lưu trong Phượng Khâu Sơn, chỉ là cảm nhận được đại nhân uy hiếp, cho nên mới không dám hiện thân, như vậy chỉ cần những người khác tiến vào Phượng Khâu Sơn, đầu kia yêu tà liền sẽ xuất thủ lần nữa. Không sai biệt lắm thẩm trường thanh gật đầu hắn đi vào phường khâu sơn đầu kia yêu tà cũng không ra tới hắn không đi vào phường khâu sơn những người khác tiến vào bên trong đợi đến đầu kia yêu tà xuất thủ trên cơ bản đó là một con đường chết trừ phi có thể khiến người ta tiến vào phường khâu sơn đem yêu tà dẫn ra thời điểm bản quan có thể ngay lập tức cảm thấy sau đó bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới mới có thể tại người kia không có bị hại hoặc là yêu tà không có thoát đi trước đuổi tới. Cuối cùng, lại một lần hành động đem yêu tà diệt sát. Thẩm Trường Thanh ngón tay tại trên lan can nhẹ nhàng gõ gõ. Những chuyện này, nói dễ, muốn làm được, nhưng là không còn đơn giản như vậy. Chương 112, phương hướng. Trong phòng, đèn đuốc sáng trưng thường tài an bài gian phòng không sai, các hạng thiết bị trên cơ bản đều là đầy đủ. Đối với lần này, Thẩm Trường Thanh cũng không có quá để ý, hắn cho đến nay, đều là đang suy nghĩ, như thế nào đối phó phượng khâu sơn đầu kia yêu tà. Chỉ cần ta tiến vào phượng khâu sơn, đầu kia yêu tà liền sẽ không ra tới, nhưng nếu là ta không đi vào phượng khâu sơn, lấy hiện tại khúc đài huyện võ giả tình huống đến xem, tao ngộ đầu kia yêu tà tập kích, cũng không có cái gì còn sống khả năng mà lại phượng khâu sơn địa thế quá lớn thật có động tĩnh gì ta cũng rất khó ngay lập tức liền chạy tới phượng khâu sơn địa thế lớn mới là phiền toái lớn nhất đổi lại là cái núi nhỏ cũng không có dạng này tai họa ngầm ở bên trong phượng khâu sơn lớn đã nói lên thật đã xảy ra chuyện gì vẽn vẹn là chạy tới liền muốn hao phí thời gian nhất định mới được bàn trước mặt thẩm trường thanh lâm vào trầm tư hắn tại nghĩ phượng khâu sơn yêu tà là nhất định phải giải quyết bây giờ vấn đề ngay tại ở như thế nào mới có thể đem đầu kia yêu tà giải quyết chờ chút đột nhiên trong đầu của hắn toát ra một cái ý niệm trong đầu ngay sau đó liền thấy thẩm trường thanh duỗi ra một ngón tay suy nghĩ khẽ động thời điểm trên ngón tay huyết nhục tách rời một giọt dòng máu màu vàng ống liền từ trên vết thương nhỏ xuống xuống dưới huyết dịch rơi xuống yên lặng ghé vào trên bàn mặt ngũ thiên khôi chính là trở nên kích động lên chỉ là không có cho phép nó cũng không dám đến cướp đoạt huyết dịch thôn phệ tại huyết dịch không có lúc rơi xuống đất thẩm trường thanh dùng chân nguyên thu lấy cưỡng ép đem giọt kia hạ xuống huyết dịch dừng lại ở bàn tay mình trong lòng vừa mới tất vị trí kim sắc huyết dịch như đồng thời ở giữa dừng lại một dạng đình trệ bất động nhưng là nhưng có không kém uy thế từ trong máu phát ra. Nhìn xem huyết dịch, sắc mặt của hắn bình tĩnh. Từ khi ta nhục thân hệ thống chính thức đột phá đến tông sư đỉnh cao nhất về sau, một thân huyết dịch chính là lấy được tiếng một bước tăng cường, vẹn vẹn là một giọt máu, trấn áp tiên thiên trở xuống võ giả cũng không có vấn đề gì. Coi như là bình thường tiên thiên cấp bậc yêu nhân, hoặc là oán cấp quái dị, đều có uy hiếp không nhỏ nhưng phượng khâu sơn đầu kia yêu tà không là bình thường yêu tà, vẻn vẹn muốn dựa vào máu của ta đi đối phó, vẫn là kém một chút, thẩm trường thanh ngay lập tức nghĩ tới. Chính là đem mình huyết dịch phân hóa ra ngoài, sau đó khiến người khác mang theo vào núi. Chờ đến yêu tà xuất hiện thời điểm. Trực tiếp hay dùng huyết dịch, đem trấn áp xuống dưới. Lại không tốt. Cũng có thể dùng huyết dịch kéo dài một đoạn thời gian, có thể làm cho mình kịp thời đuổi tới. Chỉ là đơn nhất huyết dịch mặc dù cường hoành. Có thể nghĩ muốn chân chính đối phó phượng khâu sơn đầu kia yêu tà, hiển nhiên là không có cái gì có thế có thế. Không nói những cái khác. Yêu tà lại không phải tử vật. Dù là thật sự e ngại huyết dịch uy hiếp, cũng sẽ ngay lập tức đào tẩu, căn bản lại không tồn tại ngoan ngoãn ở lại nơi đó. Mặc cho bản thân trấn áp khả năng. Nghĩ tới đây. Thẩm trường thanh đem lòng bàn tay giọt máu kia, tùy ý đổ cho thiên khôi thôn phệ đáng giá nói chuyện chính là huyết dịch mặc dù cường hoành nhưng là rơi vào thiên khôi trong miệng lại là không có bất kỳ cái gì dị dạng phát sinh hung thú dòng máu mạnh mẽ lực lượng kia là bẩm sinh liền xem như thiên khôi còn nhỏ tuổi nhưng cũng có tư cách thôn phệ như thế cường đại huyết dịch đến uẩn dưỡng bản thân nuốt mất huyết dịch về sau như là lông xù chó con giống như thiên khôi đã một lần nữa nằm xuống đi, lâm vào ngủ say. Thẩm trường thanh không có phản ứng nó. Phối hợp nghĩ đến sự tình khác. Không bao lâu. Hắn ngồi yên bất động thân thể, sơ sơ nhắm mắt. Toàn bộ tâm thần đều là rơi vào nhục thân bên trong. Một hơi. Hai hơi. Mấy hơi thở về sau. Thẩm trường thanh đột ngột mở to mắt, ngón tay da dẻ lần nữa rạng nước một giọt tảng mát ra vô tận uy thế kim sắc huyết dịch, từ trong vết thương bị ép ra tới. Theo huyết dịch xuất hiện, trên người của hắn khí tức, cũng rất giống là mất tinh thần một điểm. Ghé vào trên bàn mặt ngủ say thiên khôi, phản phất là cảm nhận được cái gì đáng sợ uy hiếp một dạng, trực tiếp liền từ ngủ say trong trạng thái giật mình tỉnh lại. Ô ô! Nó nhìn xem kia một giọt kim sắc huyết dịch, tròn trịa trong mắt to, có khát vọng, cũng có e ngại giọt máu kia huyết mạch bản năng tại nói cho thiên khôi nếu như có thể đem hắn nuốt mất như vậy đối với bản thân liền sẽ có lợi ích to lớn nhưng là huyết mạch bản năng lại tại nói cho nó biết lấy bản thân bây giờ trạng thái không chịu đựng nổi kia một giọt máu lực lượng không để ý đến thiên khôi dị dạng thẩm trường thanh nhìn xem lòng bàn tay dựng lại kim sắc huyết dịch sắc mặt của hắn trở nên trang nghiêm lần này hắn bước đi ra huyết dịch, không phải tầm thường huyết dịch có thể so sánh với mà là chân chân chính chính tinh huyết. Bất cứ người nào, cho dù là tông sư đỉnh cao nhất cường giả, nhục thân bên trong có thể có số lượng máu tươi đều là không nhiều. Mỗi tổn thất một giọt tinh huyết, liền muốn tốn hao thời gian nhất định đến điều trị bổ sung tiêu hao. Nguyên nhân chính là như thế. Cường giả tinh huyết, thường thường vậy có được uy năng lớn lao thẩm trường thanh bây giờ trong lòng bàn tay một giọt này máu tươi quy năng đã không phải là trước mặt huyết dịch có thể sánh ngang phía trên tỏa ra khí thế liền có thể để bình thường tiên thiên võ giả sinh lòng e ngại một giọt tinh huyết trấn áp tông sư trở xuống võ giả không có bất cứ vấn đề gì ngưng tụ bản thân tinh huyết để cho lực lượng tiến một bước thuế biến phía trước thông thường huyết dịch chỉ có thể trấn áp tiên thiên trở xuống võ giả lời nói như vậy hiện tại giọt tinh huyết này, trấn áp tông sư trở xuống võ giả yêu tà, cũng sẽ không tiếp tục là cái gì vấn đề. Nhìn tinh huyết vài lần. Thẩm trường thanh há mồm đem tinh huyết nuốt đi vào. Bình thường huyết dịch có thể nuôi nấng thiên khôi, nhưng tinh huyết cũng không có thể. Theo tinh huyết rơi bụng. Lúc đầu mất tinh thần có chút khí tức. Cũng là lần nữa khôi phục tới. Phượng khâu sơn yêu tà e ngại ta, vậy ta khiến người khác đi vào, nhất định là có thể đem đầu kia yêu tà dẫn ra đợi đến đầu kia yêu tà xuất hiện về sau lại để cho mang theo ta tinh huyết người dùng tinh huyết lực lượng đem đầu kia yêu tà trấn áp xuống dưới nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó thẩm trường thanh lại là khó khăn tinh huyết lực lượng giải quyết vấn đề nhưng tiếp xuống lại là hai vấn đề bày ở trước mặt hắn vấn đề thứ nhất chính là như thế nào nhường cho người đem tinh huyết mang theo đi vào mà lại là không hiển lộ mánh khóe loại kia. Thứ hai, chính là như thế nào dùng tinh huyết đem yêu tà trấn áp. Hai vấn đề. Nếu như đều có thể giải quyết, như vậy, Phượng Khâu Sơn yêu tà liền không còn là vấn đề. Sự tình đến một bước này, Thẩm Trường Thanh cũng có suy nghĩ phương hướng. Võ giả mặc dù là người, có thể đến trình độ nhất định về sau, kỳ thật đã cùng người bình thường có khác biệt rất lớn liền như là ta hiện tại một dạng, nhục thân hệ thống đến đỉnh cao nhất, một số phương diện đã là có thần dị. Nếu như là đánh vỡ cực hạn lời nói, như vậy trưởng thành phương hướng, rất có thể chính là đem cái này thần dị mở rộng. Tiếp theo khiến cho bản thân siêu phàm thoát tục. Chỉ có siêu phàm. Tài năng chân chính đối phó siêu phàm. Yêu ma xem như siêu phàm sao? Ở trong mắt thẩm trường thanh xem ra, yêu ma theo một ý nghĩa nào đó tới nói, đã coi như là siêu phàm. Những thứ không nói khác. Cho dù là cấp thấp nhất yêu ma, nhục thân bên trong mỗi một khối huyết nhục, đều là tràn đầy sinh mệnh lực. Cho dù đem yêu ma ngủ mã phanh thay, nhưng nếu như không thể đem yêu ma máu thịt bên trong lực lượng ma diệt, như vậy yêu ma cũng sẽ không chân chính vẫn lạc. Đây chính là yêu ma cường đại. Lực lượng cỡ này. Hắn đem định vị thành siêu phàm. Đồng dạng tông sư đỉnh phong võ giả có tư cách chống lại đê giai yêu ma thậm chí là đến cái nào đó hệ thống đỉnh cao nhất có thể chém giết yêu ma cũng là bởi vì loài kia cấp bậc võ giả cũng là chạm tới siêu phàm phương diện lực lượng biến hóa rõ ràng nhất chính là nhục thân thể hệ võ giả khí huyết lực lượng thuế biến không giống với phạm nhân huyết dịch mà là tiến hóa thành vì không kém gì mà huyết tồn tại đương nhiên ma huyết cũng có trên dưới phân chia cao thấp. Mạnh như đại yêu ma huyết, tự nhiên không phải tông sư võ giả khí huyết có thể chống lại. Muốn vẻn vẹn vẹn đê giai yêu ma ma huyết, tông sư đỉnh phong khí huyết là hoàn toàn không sợ. Động lý. Tinh thần hệ thống thuế biến cũng giống như vậy. Đê giai yêu ma đã là tại nhục thân bên trong dựng dục ra thần hồn, mà thần hồn cùng nhục thân tương dung, sở dĩ dù là bị ngủ mã phanh thay, mỗi một khối huyết nhục vẫn có thể bảo trì hoạt tính truy cứu nguyên nhân chính là thần hồn bám vào huyết nhục phía trên mà tinh thần hệ thống lại một lần nữa lột xác lời nói như vậy rất có thể sẽ lột xác thành vì thần hồn một loại đồ vật thẩm trường thanh trong đầu suy nghĩ cuồn cuộn yêu ma ma huyết cường hoành tông sư đỉnh phong võ giả liền có thể khí huyết thuế biến không sợ tại bình thường ma huyết như vậy yêu ma thần hồn cũng là cường đại tinh thần hệ thống tông sư, muốn đối phó yêu ma, như vậy thì nhất định phải tại tinh thần hệ thống phương diện làm ra đột phá. Hắn mặc dù không có đến cái kia cảnh giới đỉnh cao nhất, nhưng là thẩm trường thanh không sai biệt lắm có thể khẳng định. Tinh thần hệ thống cuối cùng, hẳn là lột xác thành vì thần hồn. Đề giai yêu ma, thần hồn thai ngén, mỗi một khối huyết nhục đều có được thần hồn lực lượng, dù là huyết nhục tách rời, vậy vẫn có được nhất định tính uy hiếp trung giai yêu ma có thể làm được thiên biến vạn hóa cái gọi là thiên biến vạn hóa hắn thấy lại là nhục thân một loại thuế biến từ đê giai yêu ma đến trung giai yêu ma đột phá chính là tiến một bước cường đại thuế biến mà cao giai yêu ma đã có thể làm đến nhỏ máu sống lại tình trạng bất kể là đê giai yêu ma huyết nhục hoạt tính vẫn là trung giai yêu ma thiên biến vạn hóa hay là cao giai yêu ma nhỏ máu sống lại kỳ thật đều là vây quanh thần hồn đến triển khai thần hồn lực lượng kết hợp lực lượng của thân thể tiếp theo ra đời các loại thần dị tiếp xuống chính là đại yêu rồi đại yêu xem như thần hồn tiến một bước thuế biến thậm chí là đến có thể thoát ly thân thể trói buộc tình trạng sở dĩ đông phương chiếu mới có thể nói đại yêu thần hồn bất diệt dù cho là nhục thân hủy diệt thần hồn một dạng có thể trốn chạy trùng sinh đến như yêu thánh như thế nào lời nói tạm thời không rõ ràng lắm thẩm trường thanh hồi tưởng lại có quan hệ với yêu ma sự tình hắn đối với yêu ma kỳ thật không có quá nhiều hiểu rõ nhiều lắm thì theo võ các hồ sơ bên trong hiểu rõ đến một chút yêu ma kỹ càng ghi chép nhưng mà liền xem như từ những cái kia ghi chép phía trên thẩm trường thanh cũng là không sai biệt lắm có thể suy tính ra rất nhiều đồ vật hắn không xác định mình là không phải thật sự chuẩn xác nhưng là chí ít từ trước mắt suy tính phương hướng đến xem bản thân phỏng đoán là không có vấn đề gì yêu tài nhất tộc đến yêu ma cái giai tầng này về sau chính là nhục thân cùng thần hồn thuế biến nhục thân cường đại mới có thể nhỏ máu sống lại thần hồn cường đại mới có thể bất tử bất diệt Chương 113, Nếm Thử yêu ma nhất tộc hẳn là lấy thần hồn làm chủ, sau đó nhục thân làm phụ một chủng tộc. Đều nói tông sư trở lên không có con đường phía trước, có thể đổi một cái góc độ đến xem lời nói, kỳ thật yêu ma chỗ đi đường, cũng đã là con đường phía trước, thẩm trường thanh sắc mặt trang nghiêm. Đem yêu ma ví von thành võ giả lời nói, hắn phản phất liền thấy võ giả con đường phía trước. Mặc dù nói, yêu ma con đường, khẳng định cùng nhân tộc đường không giống. Cần phải biết rằng, vạn pháp quy tông bất luận là yêu ma cũng tốt vẫn là nhân tộc cũng được giữa hai bên nhất định là có cái gì chung địa phương suy nghĩ đến nơi này thẩm trường thanh không sai biệt lắm là nghĩ đến giải quyết biện pháp chỉ thấy hắn bình tĩnh lại tâm thần tất cả lực chú ý đều là tiến vào trong thức hải thức hải bên trong sáu mảnh cánh hoa màu máu hoa sen ngay tại nhẹ nhàng chập chờn Rõ ràng thức hải bên trong không có bất kỳ cái gì gió tồn tại, có thể hoa sen chính là bảo trì một cái vi diệu trạng thái. Khẽ đung đưa. Tự như là chân chính còn sống hoa sen đồng dạng. Nhìn xem huyết liên thẩm trường thanh đầu tiên là chần chờ một chút, sau đó chính là suy nghĩ thoáng động. Tâm thần hóa thành một cây trường đao một dạng, trực tiếp hướng về huyết sắc liên hoa chém xuống. Nháy mắt. Huyết sắc liên hoa rung động kịch liệt. Một cổ kịch liệt đau nhức phản phất là từ linh hồn chỗ sâu nhất truyền đến, để sắc mặt của hắn trực tiếp trở nên trắng bệch. Một khắc này, thẩm trường thanh suýt nửa tâm thần tán loạn. Nhưng là, hắn cưỡng ép chịu đựng cổ này nhường cho người hít thở không thông đau đớn, dùng thần niệm hóa thành trường đau, tại thức hải bên trong cắt đứt một mảnh nhỏ cánh hoa. Theo cánh hoa vỡ vụn, sâu trong linh hồn, lại là có kịch liệt đau nhức mãnh liệt mà tới ưm hư. Rên khẽ một tiếng. Thẩm trường thanh không tiếp tục làm cái gì cử động, chỉ là giữ vững bình tĩnh, yên lặng chờ đợi kia cổ kịch liệt đau nhức suy yếu. Hồi lâu về sau. Kịch liệt đau nhức suy yếu xuống dưới. Hắn lần nữa nhìn về phía thức hải bên trong thời điểm. Ban đầu sáu mảnh cánh hoa màu máu hoa sen, mảnh thứ sáu cánh hoa xuất hiện không trọn vẹn, tự như là có một thanh đao, ngành sinh sinh đem cánh hoa chém tới một nửa kia bị chém tới nửa mảnh cánh hoa, cứ như vậy lẽ loi trơ trọi lưu tại trong thức hải. Sau đó, thẩm trường thanh lực chú ý rơi vào kia nửa mảnh cánh hoa phía trên. Lập tức, cánh hoa một chút xíu tan rã, tự như là từ thức hải bên trong thoát khỏi ra tới, hướng về nhục thân rơi xuống. Chờ đến cổ lực lượng này rơi vào đến sức mạnh thân thể thời điểm. Nhưng thật giống như là bị một ít dẫn dắt bình thường không dùng thẩm trường thanh cố ý khống chế, cổ lực lượng kia, hãy cùng nhục thân dung hợp lại với nhau. Tâm thần rời khỏi. Hắn mở ra hai mắt nhắm chặt. Sau đó, suy nghĩ lại là khẽ động. Ngón tay da dẻ phân liệt, một giọt tinh huyết từ trong vết thương ra tới. Cùng ban đầu tinh huyết khác biệt. Bây giờ tinh huyết, tự như là vật sống một dạng. Tại trong vết thương chảy ra đến về sau, không có hướng về mặt đất rơi xuống ngược lại là hướng về lẳng lặng dừng lại tại vết thương nơi đó tức không hướng trước cũng không rơi xuống chợt thẩm trường thanh công ngón búng ra tinh huyết lập tức thoát khỏi ngón tay trói buộc hướng về mặt đất rơi xuống sau đó suy nghĩ khẽ động liền thấy rơi xuống đất phía sau tinh huyết trực tiếp huyển hóa trở thành một người đột nhiên xem xét người này hình dạng thân cao cùng phục sức đều cùng hắn không có gì khác nhau nhưng là so với thẩm trường thanh bản thân người trước mắt khuôn mặt ngốc trệ tự như là như là con rối khôi lỗi mà lại thân hình có vẻ hơi hư ảo không có chân nhân như thế ngưng thực giống ta công kích thẩm trường thanh nói một câu tinh huyết huyển hóa ra người tới chính là lập tức hướng hắn tập kích tới động tác cấp tốc lực lượng cương mãnh đơn giản một quyền đánh ra chính là có không khí bắn nổ tiếng vang đối mặt như thế công kích thẩm trường thanh không có tránh né mà là phản kích lại không lớn trong phòng hai người ngay tại giao thủ tinh huyết huyển hóa người là ra tay toàn lực thẩm trường thanh lại là đem lực lượng khống chế ở nhất định trong phạm vi tức không đánh tan đối phương cũng không thể cổ lực lượng kia dư âm tiết lộ đem chung quanh đồ vật phá hủy một khắc đồng hồ sau tinh huyết huyển hóa người lực lượng dần dần suy yếu xuống dưới thấy vậy thẩm trường thanh nói một câu ngừng thoải âm rơi xuống đối phương trực tiếp chính là ngừng lại sau đó hắn suy nghĩ khẽ động người trước mắt một lần nữa hóa thành một giọt lơ lửng ở giữa không trung tinh huyết chỉ là so với mới vừa thời điểm lúc này tinh huyết đã tiêu hao một chút không có trước mặt uy thế Thẩm trường thanh há mồm. Tinh huyết nhận khống chế một dạng. Hướng về trong miệng hắn bay đi. Chờ đến tinh huyết rơi bụng về sau. Dung hợp trong đó lực lượng tinh thần, chính là một lần nữa phân hóa hòa tan, sau đó chuyển vào đến ngay trong thức hải, một lần nữa đem không trọn vẹn cánh hoa bù đắp lại. Lực lượng tinh thần không có cái gì lớn tiêu hao, tinh huyết lực lượng tiêu hao ước chừng chừng phân nửa, không sai không sai. Thẩm trường thanh trên mặt lộ ra tiếu dung. Mới thí nghiệm, thật giống như để hắn phát hiện đại lục mới đồng dạng. Nguyên lai. Like. Đạt tới đỉnh cao nhất tông sư, còn có thể có khác biệt cách chơi. Chia các lực lượng tinh thần. Sau đó dung nhập vào tinh huyết lực lượng. Khiến cho tinh huyết đạt được lực lượng tinh thần tẩm bổ, đảng sinh ra khác loại sinh mệnh. Dạng này sinh mệnh. Cùng bình thường sinh mệnh là có khác nhau rất lớn. Trong đó, khác biệt lớn nhất ngay tại ở loại này khác loại sinh mệnh không có quá lớn trí thông minh nhiều lắm là đó là có thể nghe hiểu đơn giản một chút mệnh lệnh mà thôi còn nữa nói chính là chỗ này loại sinh mệnh toàn bộ căn nguyên đều là đến từ tinh huyết lực lượng một khi tinh huyết lực lượng hao hết đối phương liền sẽ hoàn toàn biến mất mà lại dựa theo thẩm trường thanh suy đoán nếu như tinh huyết hao hết lời nói như vậy dung hợp ở bên trong lực lượng tinh thần cũng sẽ trực tiếp tiêu hao hầu như không còn không còn có bất luận cái gì thu về khả năng chỉ có tại tinh huyết không có hao hết thời điểm một lần nữa nuốt trở về tài năng không để lực lượng tinh thần tiêu hao thủ đoạn như vậy nghiêm chỉnh mà nói là so sánh gân gà rất đơn giản tông sư đỉnh cao nhất cường giả muốn cắt chém bản thân tinh thần sau đó lại rút ra tinh huyết của mình tài năng ngắn ngủi nắm giữ một cái dạng này tay chân mà tay chân thực lực từ mới vừa khảo thí đến xem nhiều lắm là chính là mới vào tông sư mà thôi thậm chí so tông sư đều muốn kém hơn nửa bậc tạm thời xem như nửa bước tông sư đi huyết sắc liên hoa là bách chiến chân ý thể hiện nhưng là tại chân ý sinh ra thời điểm liền đã cùng ta tự thân tinh thần tương dung thay lời khác tới nói huyết sắc liên hoa chẳng khác nào ta lực lượng tinh thần thực chất hóa thể hiện cắt chém huyết sắc luyện hóa, chính là đồng đẳng với đem mình lực lượng tinh thần cắt chém ra tới. Kể từ đó, ta thực lực bản thân cũng phải có trình độ nhất định bị hao tổn. Sau đó, lại là tiêu hao một giọt tinh huyết, để tinh thần cùng khí huyết có thể tương dung. Mới có thể một cách chân chính đản sinh ra một tôn nửa bước tông sư tay chân, thật sự là không có cái gì lớn tác dụng. Thẩm trường thanh âm thầm lắc đầu. Nửa bước tông sư rất mạnh sao? Đặt ở người bình thường trên thân, nửa bước tông sư nhất định là mạnh đến mức không còn gì để nói. Nhưng đối với hắn tới nói, nửa bước tông sư, kia là một cái tay liền có thể bóp chết tồn tại. Có thể từ tiêu hao nhìn. Bản thân triệu hồi ra một nửa bước tông sư tay chân, hao tổn lực lượng tối thiểu có một phần hai mươi. Nếu là triệu hoán nhiều, cái này hao tổn còn phải tăng lớn. Thẩm trường thanh cảm giác. Nếu như là không để ý bản thân hao tổn lời nói, vậy hắn vậy nhiều lắm thì triệu hồi ra mười mấy hai mươi cái nửa bước tông sư tay chân mà thôi. Có thế đến một bước kia. Thực lực của hắn, muốn tại vốn có trên cơ sở, rơi xuống năm thành trở lên. Năm thành lực lượng. Đổi lấy hai mươi cái nửa bước tông sư tay chân. Căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Đến thẩm trường thanh cảnh giới này, năm thành lực lượng, đã không kém gì vừa mới bước vào cảnh giới đỉnh cao tông sư một cái cảnh giới đỉnh cao tông sư dù chỉ là vừa mới đột phá muốn hủy diệt hai mươi cái nửa bước tông sư cũng không có cái gì độ khó có thể nói sở dĩ thủ đoạn như vậy nhưng thật ra là gân gà vô cùng thẩm trường thanh hoài nghi yêu ma kỳ thật vậy hiểu được thủ đoạn như vậy dù sao mình không có chân chính dựng dục ra thần hồn lực lượng tinh thần còn dừng bước tại chân ý hiển hóa giai đoạn yêu ma dựng dục ra thần hồn lực lượng tinh thần phương diện đã là hoàn toàn ngự trị ở bên trên chính mình hắn có thể nắm lấy ra thủ đoạn như vậy yêu ma khẳng định cũng không còn vấn đề gì đến nay không có nhìn thấy mấy cái yêu ma làm như thế rất rõ ràng những cái kia yêu ma cũng là biết rõ không phải cần thiết tình huống phân hóa bản thân lực lượng Huyễn hóa ra mấy cái thực lực không mạnh không kém tay chân, hoàn toàn là đang lãng phí thời gian. Không. Không chỉ là lãng phí thời gian, mà là tại lãng phí bản thân lực lượng. Tại mới vừa so sánh đến xem, hy sinh sức mạnh của bản thân, huyễn hóa ra vật như vậy, rõ ràng là được không bù mất. Bất quá, Thẩm Trường Thanh nhìn xem trước mặt, chẳng biết lúc nào đã tắt ánh nến, sắc mặt đã lần nữa khôi phục bình tĩnh. Phượng Khâu Sơn đầu kia yêu tà đã e ngại ta thực lực trốn ở chỗ tối không hiện thân ra tới vậy ta nhường cho người mang theo máu tươi của ta đi vào lấy nửa bước tông sư thực lực không nói trấn áp đầu kia yêu tà có thể dây dưa một đoạn thời gian tin tưởng không có vấn đề gì chỉ cần chiến đấu mở ra ta liền có thể lập tức chạy tới như vậy đầu kia yêu tà liền không có trốn chạy cơ hội tinh huyết dung hợp tinh thần huyển hóa ra người tới tại một ít trình độ bên trên là có thể làm được lẫn nhau sinh lòng cảm ứng. Chỉ cần tinh huyết bị phát động, thẩm trường thanh liền có thể cảm ứng đến. Khi đó tiến vào phượng khâu sơn, trăm phần trăm có thể đem yêu tà trấn áp xuống dưới. Dưới mắt, bày ở trước mặt hắn, cũng chỉ có một vấn đề. Đó chính là, như thế nào mới có thể đem tinh huyết, nhưng cho người thần không biết quỷ không hay mang theo tiếng vào phượng khâu sơn. Không phải vẹn vẹn là tinh huyết trên thân ra tới khí thế, cũng không phải là thông mạch cảnh võ giả có thể tới gần cùng mang theo. Mà lại, khí thế rõ ràng. Liền xem như có biện pháp mang theo nhập phượng khâu sơn, trong núi yêu tà cũng sẽ có điều cảm ứng. Thẩm trường thanh không xác định. Có tinh huyết khí tức tại, đầu kia yêu tà có phải là cũng sẽ ẩn núp. Tốt nhất cách làm. Chính là dùng cái gì thủ đoạn, đem tinh huyết lực lượng khí tức hoàn toàn ngăn cách đợi đến chân chính đụng phải yêu tà thời điểm, lại đi bạo phát đi ra. Đến tột cùng thứ gì, tài năng gánh chịu phong tỏa tinh huyết lực lượng, hắn cho mày. Tinh huyết lực lượng không phải bình thường. Muốn tìm được đồ vật gánh chịu, cũng không phải dễ dàng như vậy. Có lẽ nó có thể thử một lần. Thẩm trường thanh đem trước kia chứa lấy thiên khôi nội đang học ngọc, lấy ra. Trong hộp ngọc vết máu đã không có. Chỉ là bên trong, vẫn lưu lại có độc thuộc về nội đan khí tức ghé vào trên mặt bàn thiên khôi tại hộp ngọc bị mở ra thời điểm không khỏi đứng dậy cũng sống mũi Trong trịa trong mắt có thần sắc nghi hoặc cổ khí tức kia là như thế quen thuộc nhưng trước mắt rõ ràng là một cái hộp ngọc vì sao lại cảm thấy quen thuộc kỳ quái thiên khôi lắc lắc mau nhung nhung đầu sau đó một lần nữa nằm xuống dưới không nghĩ ra sự tình vậy liền không muốn đi nghỉ Chương 114, quả nhiên hữu dụng. Trên mặt bàn học ngọc, là tuân khúc cho đến bản thân. Nhìn như cùng tầm thường học ngọc không sai biệt lắm, nhưng là phía trước tất đặc thiên khôi nội đang thời điểm, cơ hồ đem nội đang lực lượng cùng khí thế, đều cho phong tỏa trấn áp tám chín thành. Chỉ còn lại một chút xíu lực lượng, tiết lộ ra ngoài. Theo thẩm trường thanh, học ngọc hẳn là thích hợp vận chuyển tinh huyết đồ vật. Không phải trên người hắn cũng không có khác lặp lại chiêu cũ có kinh nghiệm lần đầu tiên thẩm trường thanh lần thứ hai cắt chém thức hải bên trong cánh hoa lúc đã làm tốt tiếp nhận kia cổ đau nhức chuẩn bị bởi vậy không có bất kỳ cái gì trở ngại đang đau nhức đánh tới thời điểm hắn đã đem cánh hoa cho một lần nữa cắt xuống tới sau đó dựa theo trước mặt cách làm đem kia cổ bị cắt đi lực lượng tinh thần dung nhập vào sức mạnh thân thể, cuối cùng cùng một giọt tinh huyết tương dung. Ngay sau đó, liền đem giọt kia dung hợp lực lượng tinh thần tinh huyết, từ ngón trỏ trung gian ép ra ngoài. Tinh huyết xuất hiện. Thẩm trường thanh trực tiếp liền đem tinh huyết, đem thả đưa ở trong hộp ngọc. Chợt. Một lần nữa đem hộp ngọc phong tồn tốt. Nguyên bản tản mát ra khí thế cường đại tinh huyết. Tại hộp ngọc bị phong tồn lên về sau, Khí thế lập tức bị cắt giảm hơn chín thành. Mặc dù vẫn có một chút hơi yếu khí thế tỏa ra, thế nhưng chưa từng có tại Cường Đại. Ở hắn cảm giác bên trong. Nhiều lắm là. Cũng chính là tương đương với thông mạch cảnh tả hữu mà thôi. Quả nhiên hữu dụng. Nhìn thấy tinh huyết được thành công phong tồn, Thẩm Trường Thanh treo lên tâm, rốt cục để xuống. Tinh thần buông lỏng. Trong đầu kia cổ kịch liệt đau nhức lại là đánh tới kia là tinh thần xuất hiện lỗ hổng về sau mang đến một chút tác dụng phụ so với các chém thời điểm kịch liệt đau nhất hiện tại loại này đau đớn ngược lại là nhẹ đi nhiều chờ đến đau đớn suy yếu thẩm trường thanh mới thở dài ra một hơi ta bây giờ tại tinh thần hệ thống phía trên liền ngay cả đỉnh phong phạm vi cũng không có bước vào có thể cắt chém lực lượng tinh thần đã là không dễ dàng chờ đến lột xác thành vì thần hồn một bước kia lại nghĩ làm bây giờ sự tình, nghĩ đến liền không có phiền toái như vậy đi. Hắn chỉ là suy đoán, không có cái gì tính thực chất căn cứ. Hòa hoãn xuống, thu hồi hộp ngọc, Thẩm Trường Thanh đem ghé vào trên mặt bàn ngủ say Thiên Khôi cầm lên, nhét vào trên vai của mình. Sau đó liền đẩy cửa ra đi ra ngoài. Ô, Thiên Khôi rõ ràng còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại. Một cái móng vuốt lây tại trên quần áo, một cái khác móng vuốt nhân tính hóa dụi dụi con mắt một bộ không có tỉnh ngủ dáng vẻ lúc này đã là sắc trời sáng rõ cả đêm thời gian đã sớm đi qua thẩm trường thanh đi không bao xa liền thấy một người mặc bộ đầu phục sức người đối diện đi tới hắn nhớ mang máng tên của đối phương vệ toàn một bên khác vệ toàn cũng là thấy được thẩm trường thanh không khỏi tiến lên hai bước cung kính ông quyền hành lễ gặp qua thẩm đại nhân. Hưng, thường đại nhân bây giờ ở đâu? Tri huyện đại nhân ngay tại nha môn tiền đường xử lý công việc. Thẩm đại nhân nếu là có việc gấp, có thể đi tiền đường nhìn một chút. Vệ toàn cung kính trả lời. Tiền đường. Thẩm Trường Thanh nhẹ gật đầu, tốt, bản quan biết rồi. Đại nhân đi thông thả. Vệ toàn tránh ra bên cạnh thân, đưa mắt nhìn Thẩm Trường Thanh rời đi. Tiền đường Thường tài người mặc quan phục ngồi ở bàn trước, một tay cầm kinh đường mộc, ngay tại thẩm vấn phía dưới quỷ phạm nhân. Mà ở hai bên trái phải, thì là một đám nha dịch, tay cầm gậy lập uy đứng hầu ở nơi đó. Chờ đến thẩm trường thanh tới thời điểm, vừa vặn nhìn thấy chính là như vậy một màn. Đối với lần này, hắn cũng không có cái gì lạ lẫm. Bản thân tốt xấu cũng ở đây Lâm An thành làm qua một đoạn thời gian tri huyện, đối với nha môn bên trong công việc không nói như lọng bàn tay đó cũng là rất quen thuộc không có lên tiếng quấy rầy chỉ là đơn thuần đứng tại một bên nhìn đối phương thẩm vấn một bên khác thường tài cũng là phát hiện thẩm trường thanh đến lúc này vỗ kinh đường mộc cao giọng quát phạm nhân nặng đánh hai mươi đại bản đại lao giam giữ tam nguyệt răng đe lui đường nói xong hắn liền từ vị trí bên trên đứng dậy nằm xuống nha dịch đem phạm nhân đè ngã trên mặt đất chính là huy động gậy lập uy, đánh đối phương tiếng kêu trên liên hồi. Thẩm đại nhân, nơi này không phải nói chuyện địa phương, người ta đến nội đường ngồi một chút. Thường tài đối với gào thảm thanh âm mắt điếc tai ngơ, trên mặt một lần nữa treo lên tiếu dung. Nghe vậy, thẩm trường thanh sơ sơ gật đầu, cũng tốt. Hai người cùng nhau tiến vào nội đường. Phân biệt ngồi xuống về sau. Thẩm trường thanh cũng không có lãng phí thời gian, vừa mới ngồi xuống, chính là trực tiếp mở miệng bản quan đã tìm tới đối phó phượng khâu sơn yêu tà biện pháp hiện tại hy vọng hướng thường đại nhân mượn dùng mấy cái thông mạch cảnh cao thủ hiệp trợ bản quan diệt trừ yêu tà thẩm đại nhân chuyện này là thật thường tài mừng rỡ hắn không nghĩ tới chỉ là một đêm thời gian thẩm trường thanh liền nghĩ đến đối phó yêu tà biện pháp lời mới vừa ra miệng đối phương liền ý thức được bản thân lỡ lời Thường tài lúc này giải thích, thẩm đại nhân không nên hiểu lầm, hạ quan chỉ là một thì kích động, cũng không phải là chất vấn đại nhân nói. Thường đại nhân một lòng vì dân, bản quan có thể lý giải. Thẩm trường thanh khoát tay áo. Nghe vậy. Thường tài nổi lòng lo lắng, cũng là để xuống. Sau đó, chính là trên mặt một lần nữa nổi lên tiếu dung. Mượn dùng một chút thông mạch cảnh cao thủ sự tình, ngược lại là không có vấn đề gì chỉ là ta nha môn bên trong võ giả cứ như vậy nhiều, không biết có thể hay không thỏa mãn thẩm đại nhân nhu cầu. Không dùng quá nhiều, có ba bốn là được. Đó không thành vấn đề. Thường tài gật đầu. Ba bốn thông mạch cảnh võ giả, hắn vẫn có thể cầm ra được. Người tới. Đại nhân có gì phân phó? Một cái nha dịch từ bên ngoài tiến đến. Thường tài nói, lập tức để Lữ An Tân, La Nguyên, hoắc thiến ba người đến đây. Vâng. Tại nha dịch đưa tin bên dưới, rất nhanh liền có ba người từ bên ngoài đi vào. Trong ba người mặc. Hai nam một nữ. Gặp qua đại nhân. Thẩm đại nhân, hạ quan đến cấp ngươi giới thiệu một chút, mấy vị này đều là ta khúc đài huyện trong nhà môn cao thủ, trong giang hồ, cũng có không tiểu nhân thanh danh. Đang khi nói chuyện, thường tài chỉ vào áo nâu lão giả. Vị này tên là La Nguyên, thông mạch hậu kỳ cao thủ gặp qua thẩm đại nhân là nguyên ông quyền hành lễ thẩm trường thanh khẽ gật đầu thương tài chỉ vào còn dư lại hai cái thanh niên nam nữ vị này tên là lữ an tân vị này tên là hoác thiến đều là thông mạch trung kỳ cao thủ ba người bọn họ thực lực trong nha môn mặt xem như mạnh nhất có bất kỳ sự tình thẩm đại nhân cứ việc bàn giao chính là gặp qua thẩm đại nhân hai người đồng dạng ông quyền làm lễ khách khí thẩm trường thanh cũng là trả lời một câu một cái huyện thành trong nha môn có một vị thông mạch hậu kỳ hai cái thông mạch trung kỳ thực lực đã là rất mạnh đặt ở huyện khác thành nha môn rất khó có được lực lượng như vậy liền giống với lâm an thành thời điểm nói là so huyện thành cao cấp nhưng trong đó có lực lượng thật sự là một lời khó nói hết nhìn xem mấy người thẩm trường thanh nói bản quan đã tìm được đối phó yêu tà biện pháp nhưng là tiền đề muốn dẫn đầu kia yêu tà ra tới sở dĩ bản quan hy vọng mấy vị có thể sung làm mồi nhữ tiến vào phượng khâu sơn một lần sung làm mồi nhữ mấy người đều là biến sắc la nguyên sắc mặt chần chờ đại nhân chúng ta không phải tham sống sợ chết chỉ là phượng khâu sơn núi cao rừng rậm mà lại địa thế rộng lớn lấy đầu kia yêu tà thực lực coi như ba người chúng ta liên thủ khả năng vậy không chống đỡ nổi bao lâu vạn nhất ai cũng biết sợ chết. Mặc dù bọn hắn bị thương tài mời chào, nhưng cũng là vì đạt được chỗ tốt mà thôi. Nếu vì tiêu diệt yêu tà, mà hiện ra tính mạng của mình vẫn là vượt ra khỏi có thể thừa nhận phạm vi. Thẩm Trường Thanh nói, mấy vị có thể yên tâm, nhưng cho người không duyên cớ chuyện chịu chết, bản quan sẽ không đi làm, các ngươi mặc dù là sung làm mồi nhữ tiếng vào trong núi hấp dẫn yêu tà nhưng bản quan cũng sẽ cho đến các ngươi nhất định thủ đoạn bảo mệnh những thứ không nói khác chống đến bản quan đến tin tưởng là không có vấn đề thoại âm rơi xuống hắn đem chứa lấy bản thân tinh huyết Học ngọc lấy ra đặt ở trên mặt bàn nháy mắt là nguyên đám người cùng thường tại ánh mắt đều là bị Học ngọc hấp dẫn lấy bọn hắn cảm giác bén nhạy có thể rõ ràng cảm nhận được trong Học ngọc có cổ không kém khí thế phát ra thẩm trường thanh tay phải đặt ở trên hộp ngọc, sắc mặt bình thản. trong hộp ngọc chính là bản quan cho các ngươi thủ đoạn bảo mệnh, nếu như yêu tà hiện thân, chỉ cần đem hộp ngọc mở ra, như vậy các ngươi liền có thể bình yên vô sự. Nhưng là, trong này cũng có một cái tiền đề. Đó chính là, tại yêu tà không có chân chính hiện thân thời điểm, tuyệt đối không thể mở ra hộp ngọc, bằng không, liền phí công nhọc sức. Hắn lời nói bên trong nói thần bí mấy người khác lòng hiếu kỳ trong lòng càng sâu. Thường tài ho nhẹ bên dưới, nhìn không được hỏi, dám hỏi thẩm đại nhân, trong hộp ngọc đến tột cùng thả là vật gì? Không thể kể, nói ra cũng không linh nghiệm. Thẩm trường thanh lắc đầu, cố ý bán một cái cái nút. Nghe vậy, thường tài cũng không tốt hỏi lại. Chỉ là tò mò trong lòng, giống như một con mèo móng vuốt đang không ngừng cào một dạng, để hắn có chút lòng ngứa ngáy. Một bên khác, thẩm trường thanh đã đem học ngọc giao đến la nguyên trong tay học ngọc chỉ có một sở dĩ ba người các ngươi tiến vào phượng khâu sơn thời điểm tốt nhất cũng không cần tách ra nếu như phát hiện người chung quanh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa lời nói không nên hoảng loạn cắn chót lưỡi máu liền có thể đánh vỡ huyễn tượng nếu như ba người các ngươi tách ra trừ tay cầm học ngọc người kia bên ngoài còn lại hai người bản quan không thể cam đoan an toàn hắn lại là báo cho một câu yêu tà am hiểu nhất chính là huyển tượng công kích một số thời khắc võ giả thực lực rõ ràng không kém gì yêu tà cuối cùng đều là chết ở huyễn tượng trong tay nói cho cùng huyển tượng mê tâm trí người ta một cái sơ sẩy bị mất tính mạng cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình mấy người đều là chấn động trong lòng cuống quít gật đầu trả lời đa tạ đại nhân nhắc nhở chúng ta sẽ chú ý, đặc biệt là La Nguyên, nắm lấy hộp ngọc tây đều là cuốn rồi mấy phần. bọn hắn mặc dù không rõ ràng trong hộp ngọc chuẩn bị ở sau có phải thật vậy hay không hữu dụng, nhưng việc đã đến nước này, cự tuyệt hiển nhiên là không thể nào. Thẩm Trường Thanh đứng người lên, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Chờ một chút. Thương Tài mở miệng ngăn lại, Thẩm đại nhân, chỉ là các ngươi mấy người đi có thể hay không quá là ít ỏi, muốn không bản quan lại mang nhiều một chút người, cùng đi các ngươi một đợt tiến về đi. Không cần, tại yêu tà trước mặt. Nhiều mười mấy cái người bình thường, cũng không có cái gì lớn tác dụng, chúng ta bốn người đến liền đủ rồi, thường đại nhân liền lưu tại nơi này đi. Thẩm trường thanh lắc đầu cự tuyệt. Sau đó, hắn liền mang theo là nguyên ba người rời đi. Chương 115, đây rốt cuộc là tồn tại gì máu tươi. Cách xa nhau một ngày thời gian. Thẩm trường thanh lại đến phượng khâu sơn. Nhìn xem trước mặt dãy núi, hắn thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía la nguyên mấy người. Các ngươi tiến vào trong núi, gặp được thời điểm nguy hiểm, liền mở ra bản quan cho các ngươi học ngọc, bên trong thủ đoạn đủ để cho các ngươi tại yêu tà trước mặt có thể mạng sống. Mà một khi học ngọc thủ đoạn bị phát động, như vậy bản quan liền sẽ ngay lập tức tiến vào phường khâu sơn bên trong các ngươi nhiệm vụ thiết yếu chính là mượn dùng trong hộp ngọc thủ đoạn đem đầu kia yêu tà cho cuốn lấy không cần lại để cho nó trốn thoát mặc dù trong hộp ngọc chuẩn bị ở sau tương đương với một vị còn sống nửa bước tông sư nhưng thẩm trường thanh cũng không thể bảo đảm đầu kia yêu tà thật sự là không có đến sát cấp tình trạng nếu như là lời nói giọt kia tinh huyết vậy không căng được thời gian quá dài lúc này la nguyên đám người mặc dù tác dụng không lớn nhưng có tinh huyết phía trước đỉnh lấy từ bên cạnh quấy nhiễu đưa đến một chút hơi yếu tác dụng tin tưởng vẫn là có thể mà lại hắn cũng không cho rằng mấy người sẽ vì cuốn lấy yêu tà mà uổng chú ý tính mạng của mình thật đến chuyện không thể làm thời điểm những người này chạy sẽ nhanh hơn la nguyên nắm chặt học ngọc trịnh trọng gật đầu đại nhân yên tâm chúng ta biết rõ nên làm như thế nào hừm các ngươi đi thôi thẩm trường thanh gật đầu sau đó la nguyên đám người thi lễ một cái liếc nhau về sau chính là cùng nhau tiến vào phượng khâu sơn bên trong nhìn xem mấy người bóng lưng biến mất thẩm trường thanh chắp tay yên lặng tại nguyên chỗ chờ đợi đã ngươi cảm nhận được ta uy hiếp vậy ta liền để người khác đi vào, ngược lại muốn xem xem, người có phải hay không thật sự có thể kiềm chế được. Trong mắt của hắn có hàng mang ẩn hiện. Từ hồ sơ bên trên ghi chép, cùng thường tài trong miệng lời nói, có thể biết rõ rất nhiều thứ. Đầu kia yêu ta từ xuất hiện đến đến nay. Chết ở trong tay đối phương nhân tộc, không có một vạn, cũng có một hai ngàn. Bình thường tiến vào trong núi thợ săn. Cùng một chút vô ý tiến vào trong núi dân chúng, đều là toàn bộ không thể đi tới đằng sau nhà môn trước sau điều động những người kia cũng là như là trâu đất xuống biển bình thường bởi vậy có thể thấy được đầu kia yêu tà đã là giết không ít người thẩm trường thanh không cho rằng mình là cái gì cao thượng người nhưng là bản thân đã thân là nhân tộc mà lại là trấn ma tiên người đối với cái này chờ sát hại nhân tộc yêu tà vậy quả quyết không có bỏ mặt không quan tâm lý do sở dĩ. Hắn hiện tại việc cần phải làm, chính là các loại, chờ đợi la nguyên đám người tin tức. Tông sư đỉnh phong bản thân, đầu kia yêu tà không dám có bất kỳ động tác, như vậy đổi mấy cái thông mạch cảnh võ giả, đó chính là ngon miệng mỹ vị. Một bên khác, la nguyên mấy người cũng là chính thức tiến vào phường khâu sơn. La lão, muốn không hộp ngọc cho ta cầm đi, ngươi lão cầm không tiện lắm. Lữ An Tân ho nhẹ một tiếng, đột nhiên nói hắn nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, chẳng biết tại sao trong lòng dân lên một tia như có như không hàng ý, coi như bản thân có được thông mạch cảnh trung kỳ thực lực, cũng không có biện pháp cho mang đến bất luận cái gì một tia cảm giác an toàn. là nguyên sắc mặt bình tĩnh, không dùng làm phiền lữ huynh đệ, chút chuyện này lão phu một người liền có thể làm. ha ha, lữ an tân cười cười xấu hổ, không nói gì thêm. lúc này một thân màu trắng váy áo hoác thiến, cũng là nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, lông mày nhíu chặt, các ngươi nói, đầu kia yêu tà đến tột cùng là giấu ở địa phương nào. Ai biết được, phượng khâu sơn lớn như vậy. Vị kia thẩm đại nhân cũng không có tìm ra, chắc hẳn nấp rất kỹ đi. Lữ An Tân lắc đầu. Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm. La Nguyên thấp giọng rầy câu, không nên nói nữa cái chuyện này, yêu tà cũng không phải tử vật, vạn nhất nó liền giấu ở tả hữu lời nói nghe tới chúng ta phiền phức không nhỏ nghe được câu này lữ an tân hai người đều là ngậm miệng lại đích xác yêu ta là có trí thông minh vạn nhất đối phương biết mình đám người chỉ là mồi nhữ sau đó có hậu thủ đang chờ nó chưa hẳn liền sẽ hiện thân ra tới sở dĩ tại la nguyên nhắc nhở về sau hai người đều là không tiếp tục làm cái gì trò chuyện tràn diện yên tĩnh trở lại. Mấy người yên lặng hướng về phượng khâu sơn chỗ sâu đi đến. Có lẽ là thời gian mất đi quá nhanh. Lại có lẽ là chung quanh cây cối quá cao. Sắc trời bất tri bất giác, chính là tối sầm lại. Các ngươi có hay không cảm thấy, chung quanh quá mức an tĩnh. Hoắc thiến lúc nói chuyện, thanh âm có một chút run rẩy. Nàng mặc dù hành tẩu giang hồ nhiều năm, nhưng đối với yêu tà loại vật này, luôn luôn đều là trong lòng còn có có rất lớn e ngại hiện tại vị trí hoàn cảnh núi cao rừng rậm hoàn cảnh u ám không nói mà lại là mang theo yên tĩnh như chết vô hình áp bách liền từ trong lòng tràn ngập ra nghe vậy la nguyên cũng là sắc mặt ngưng trọng không sai chung quanh quá an tĩnh tất cả mọi người cẩn thận một chút không cần thất bại quá mức yên tĩnh bản thân liền là không hợp với lẽ thường sự tình nơi này là phượng khâu sơn bất kể là bạch thiên hát dạ đều tốt không có khả năng yên tĩnh đến một điểm thanh âm cũng không có dù là phi cầm tẩu thú không âm thanh vang một chút thật nhỏ côn trùng đều sẽ phát ra côn trùng kêu vang nhưng là không có không có thứ gì không được nói côn trùng kêu vang cho dù là lại như thế nào nhỏ xíu tiếng vang một chút cũng không có chỉ cần là người bình thường. Bây giờ đều có thể minh bạch, nơi này không giống bình thường chỗ. Nhìn xem hoàn cảnh chung quanh. Mấy người đều là đem trong lòng cảnh giác đề cao. La Nguyên nắm chặt hộp ngọc trong tay, kia là trong lòng của hắn duy nhất lực lượng. Tự tin tức nhìn. Bản thân thông mạch hậu kỳ thực lực, tại đầu kia yêu tà trong mắt, cũng căn bản không tính là gì. Đối phương thật muốn xuất thủ. Có thể làm cho mình sống sót chỉ có thẩm trường thanh cho đến học ngọc dù là cho đến bây giờ hắn đều không biết trong học ngọc đặt vào rốt cuộc là thứ gì thế nhưng là Là nguyên tin tưởng mình bây giờ là không được chọn hắn chỉ có thể là tin tưởng thẩm trường thanh cho đến học ngọc là thật có tác dụng đi về phía trước một khoảng cách núi rừng bên trong đột nhiên thì có mê vụ dâng lên nguyên bản rõ ràng ánh mắt bỗng nhiên trở nên mờ tối rất nhiều có vấn đề la nguyên giật mình trong lòng trực tiếp mở miệng nhắc nhở nhưng là thoại âm rơi xuống thời điểm nhưng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào lập tức bước chân hắn dừng lại trở lại nhìn lại cũng đã không thấy lữ an tân cùng hoác thiến thanh âm giờ khắc này la nguyên rốt cục đổi sắc mặt hắn căn bản cũng không có cảm giác được hai người là lúc nào không gặp nhưng rất hiển nhiên dưới tình huống bình thường hai người cũng sẽ không lặng yên không tiếng động rời đi kể từ đó cũng chỉ có một cái khả năng đó chính là dấu ở phượng khâu sơn bên trong yêu tà đã là âm thầm ra tay hai người không nhất định là biến mất không thấy mà là có khả năng bản thân lâm vào một loại nào đó ảo cảnh bên trong cho nên mới sẽ nhìn không thấy hai người nghĩ đến cái này khả năng la nguyên không chần chờ dựa theo thẩm trường thanh nói phương pháp cắn một cái phá đầu lưỡi lập tức liền có nhiệt huyết phun ra phốc đầu lưỡi nhiệt huyết phun ra trước mắt hình tượng lập tức vặn vẹo lên chờ đến la nguyên định thần xem xét thời điểm lại phát hiện bản thân không biết từ lúc nào bắt đầu đã không ở trong núi rừng mà là tại một cái bỏ hoang miếu hoang ở trong ngay sau đó hắn hướng về hai bên phải trái nhìn lại liền gặp được có thật nhiều đầu người buông xuống quỳ ở nơi đó. Mà đồng dạng. Bản thân cũng là quỳ trên mặt đất. ngẩng đầu nhìn lại. Liền gặp được nguyên bản cất đặt tượng thần địa phương, có một con dài hơn một trượng to lớn hồ ly, giống người một dạng khoanh chân ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, xấu xí. Xem ra cực kỳ dọa người. Lúc này, đầu kia hồ ly cũng là mở hai mắt ra, bích lục ánh mắt rơi vào la nguyên trên thân trong nháy mắt đó. La Nguyên trong lòng dân lên cực lớn khủng bố. Hắn không có bất luận cái gì chần chờ. Chính là từ dưới đất đứng lên, sau đó hướng về miếu hoang bên ngoài bắn tới. Chờ vọt tới miếu hoang phía ngoài thời điểm. La Nguyên lại là bị cảnh tượng trước mắt làm chấn kinh. Chỉ thấy nơi đó. Có số lớn thay khô quỳ ở nơi đó, tự như là từ khi còn sống, một mực quỳ đến chết đi, tồn tại rất nhiều năm đồng dạng tại những cái kia thay khô bên trong. Hắn thấy được độc thuộc về khúc đài huyện nha dịch phục sức. Không thể nghi ngờ. Những này thay khô. Chính là đoạn thời gian trước, tiến vào phượng khâu sơn nha dịch. Những cái kia nha dịch. Cuối cùng đều là chết ở nơi này. Thô sơ giảng lược nhìn một cái. Thay khô lít nha lít nhít, không dưới hơn ngàn số lượng. Là nguyên rất khó tưởng tượng, tại phượng khâu sơn bên trong sẽ tồn tại dạng này địa phương, mà lại đến tột cùng là dạng gì thủ đoạn, mới có thể để cho nhiều như vậy người, dù là tại chết đi thời điểm, đều là bảo trì quỳ lạy tư thái. Nếu như mình không có tỉnh hồn lại nói, như vậy, sẽ hay không cũng sẽ trở thành thay khô bên trong một viên. Nghĩ đến cái này khả năng. Là Nguyên trong lòng lại là kinh hãi. Lúc này, sau lưng có mảnh liệt kình phong bất ngờ đánh tới. Trở lại nhìn lại vừa vặn nhìn thấy con kia to lớn hồ ly khuôn mặt giữ tận hướng về hắn đánh giết mà tới động tác cấp tốc nhanh đến mức cực hạn la nguyên sắc mặt kinh hãi muốn tuyệt hắn không kịp tránh né chỉ có thể là dựa theo thẩm trường thanh phân phó cấp tốc mở ra hộp ngọc t lúc đầu sắp đánh giết đến trước mặt hồ ly tại hộp ngọc mở ra thời điểm lập tức thì có cổ khí tức nóng bỏng bạo phát đi ra cổ khí tức kia làm cho đối phương có loại gặp thiên đại khắc tinh một dạng. Thân thể cao lớn nhận một loại nào đó xung kích, hướng về đằng sau ngã xuống. Lúc này, La Nguyên mới có thời gian thấy rõ trong hộp ngọc đặt vào rốt cuộc là thứ gì. Kia là một giọt máu tươi. Một giọt màu vàng máu tươi. Máu tươi trông có đáng sợ uy thế phát ra, để hắn cảm giác được mình ở máu tươi trước mặt chỉ là sâu kiến bình thường tồn tại đây rốt cuộc là tồn tại gì máu tươi? La Nguyên trong lòng vô cùng hải nhiên, hắn chẳng thể nghĩ tới, trong hộp ngọc cất đặt cũng chỉ là một giọt máu tươi, mà lại đơn thuần một giọt máu tươi, lại là có được uy thế đáng sợ như vậy, rất khó tưởng tượng, máu tươi chủ nhân lại sẽ là như thế nào tồn tại cường đại. Ngay lập tức, La Nguyên chính là liên tưởng đến Thẩm Trường Thanh trên thân học ngọc là đối phương cho như vậy máu tươi rất có thể cũng là đến từ đối phương dạng này lời nói thẩm trường thanh thực lực liền có thể nghĩ mà biết trước kia hắn chỉ cho là đối phương là tông sư cảnh giới cường giả nhưng bây giờ xem ra vậy căn bản cũng không phải là bình thường tông sư có tư cách so sánh tại la nguyên khiếp sợ thời điểm đầu kia to lớn hồ ly nhìn về phía học ngọc thời điểm to lớn trong con ngươi cũng là có sâu đậm vẻ kiên dè. Lúc này, máu tươi đột nhiên từ trong hộp ngọc dâng lên. Sau đó ngay tại La Nguyên ánh mắt khiếp sợ bên trong, huyển hóa ra thẩm trường thanh thân ảnh. Nghiệt súc. Hai chữ, tự như lôi đình chấn động. Chương 116, Tôn Thượng khả năng tha ta một mệnh. Phượng Khâu Sơn bên ngoài một mực chờ đợi ở nơi đó thẩm trường thanh trong lòng bỗng nhiên khẽ động ánh mắt trở nên lạnh lùng xuống dưới phát động rồi hắn tại tinh huyết bên trong lưu lại một màn kia lực lượng tinh thần đã là bị phát động không chần chờ thẩm trường thanh lập tức hướng về phượng khâu sơn mà đi chạy như bay thân thể đánh vỡ tầng tầng không khí qua trong giây lát liền đã là biến mất ở nguyên địa miếu hoang phía trước hóa thân đã là cùng hồ ly giao chiến lại với nhau. Đáng sợ kình phong càng quét, đem tất cả thay khô. Đều là xung kích thành bột mịn. Vì thế, La Nguyên cũng là không thể không thối lui. Nếu không, lấy thực lực của hắn, căn bản là không chịu đựng nổi kia cổ chiến đấu dư âm. Giữa sân, hóa thân lực lượng cương mảnh vô song, một chưởng tiếp một chưởng oanh kích mà ra, đánh đầu kia to lớn hồ ly ho ra máu không ngừng hồ ly nhìn như thân thể khổng lồ. Lại thêm mặt mũi dữ tợn, nhường cho người nhìn mà phát khiếp. Nhưng trên thực tế, chân chính nắm giữ lực lượng, kỳ thật không có mạnh cỡ nào. Tại nửa bước tông sư hóa thân trước mặt, cơ hồ là hoàn toàn ở vào một cái hạ phong trạng thái. Chíp chíp. Lại là tiếp nhận một chưởng. Hồ ly phát ra tức hỗn hển thanh âm. Nó vung vẫy lợi trảo, hướng về hóa thân công kích. Nhưng là hóa thân động tác quá nhanh, căn bản cũng không phải là nó có thể chạm tới. Mà lại có công kích được đến, cũng không thể tổn hại hóa thân bao nhiêu. Bởi vì, hóa thân từ trước đến nay đều không phải chân thật tồn tại, chỉ là tinh huyết lực lượng huyễn hóa ra tới mà thôi. Nửa khắc đồng hồ sau, hồ ly không địch lại bại lui, muốn hướng về địa phương khác thoát đi. Đối với lần này, hóa thân lại là không có chút nào làm cho đối phương định rời đi lấn người mà lên gắt gao đem hồ ly ngăn chặn nhìn xem chiến đấu la nguyên chật vật nuốt nước miếng một cái bất luận là hồ ly hoặc là hóa thân cả hai bày ra lực lượng đều là viễn siêu bản thân có thể thừa nhận cực hạn đặc biệt là hóa thân tồn tại hắn rất khó tưởng tượng cảnh giới gì cường giả mới có thể có được thủ đoạn như vậy một giọt máu có thể huyển hóa ra một vị tồn tại cường đại Đầu kia hồ ly thực lực Xem xét chính là thực lực yếu nhất Đều ở vào tiên thiên cảnh giới tồn tại Hiện nay Chỉ là một nhỏ máu Là có thể đem đối phương cho trấn áp xuống dưới Thủ đoạn như thế Quả thực là nghe rợn cả người Bất quá Sau khi hết khiếp sợ Là nguyên trong lòng cũng có nghi hoặc Đó chính là Dựa theo ban đầu tin tức nhìn phượng khâu sơn hẳn là tồn tại một đầu yêu tà mới là dưới mắt không có cái gì yêu tà xuất hiện ngược lại là có một đầu to lớn hồ ly tồn tại trước mắt hồ ly xem ra mặc dù cũng không là bình thường phàm vật có thế cùng yêu tà so sánh lại là hoàn toàn khác biệt trừ phi kia to lớn hồ ly cũng là một loại nào đó huyễn tượng huyễn hóa ra tới nhưng hắn thấy khả năng này không lớn trên mặt đất những cái kia quỳ lạy thay khô liền đã nói rõ rất nhiều thứ. Những cái kia tiến vào Phượng Khâu Sơn, cuối cùng mất tích người, trên cơ bản đều là chết ở nơi này. To lớn hồ ly. Rất rõ ràng chính là kẻ cầm đầu. Lữ An Tân cùng Hoắc Thiến hai người, nếu như không có đoán sai, chắc hẳn cũng là tại trong miếu đổ nát đi, nhưng không biết bọn hắn tình huống bây giờ như thế nào. La Nguyên nhìn về phía miếu hoang lối vào. Nơi đó còn có người quỳ lạy chỉ là cùng phía ngoài thay khô khác biệt, miếu bên trong quỳ lại người, đều toàn bộ còn sống. Trong lòng của hắn mặc dù có chút ý nghĩ, thế nhưng không có dễ dàng có hành động. Dù sao, trong miếu đổ nát, nói không chừng vẫn tồn tại khác hung hiểm. Bản thân tùy tiện đi vào, vạn nhất xảy ra vấn đề gì, hối hận cũng không kịp. Cân nhắc đến vấn đề này. La Nguyên vẫn là quyết định, đợi tại nguyên chỗ đừng lộn xộn. Bỗng nhiên. Sau lưng có thanh âm rất nhỏ truyền đến. Hắn bản năng quay đầu nhìn lại, vừa lúc liền gặp được mờ tối trong rừng, có đại lượng màu xanh biết đôi mắt, ngay tại âm lãnh nhìn mình chăm chăm. Thấy vậy. La Nguyên trong lòng giật mình. Hưu. Hưu. Kinh phong đánh tới. Khi từng đôi màu xanh biết đôi mắt chủ nhân, từ chỗ tối xuất hiện, hướng về hắn đánh giết mà tới. Kia là từng cái hồ ly xấu xí. Màu xanh biết đôi mắt nhường cho người sợ hãi. Âm vang. Trường kiếm ra khỏi vỏ. La Nguyên dưới chân bước đi xê dịch, trường kiếm trong tay vung vẫy giang, thì có thăm hàng kiếm quan phun ra ngoài, trực tiếp liền đem trước hết nhất đánh tới một đầu hồ ly, cho chặn ngang chặt đứt. Hồ ly kêu thảm một tiếng. Hai đoạn thi thể rớt xuống đất. Nhìn đến đây. Hắn nhấc lên tâm, hơi để xuống. Hồ ly tuy nhiều, Thế nhưng là thực lực đều chẳng ra sao cả, cùng đầu kia to lớn hồ ly so sánh, càng là một cái trên trời một cái dưới đất. Cứ việc số lượng đông đảo. Vậy còn tại mình có thể thừa nhận phạm vi. Trong lòng đại định về sau, là nguyên bình tĩnh lại tâm thần. Trường kiếm phi nhanh, sở hữu nhất lại gần mình hồ ly, đều là từng cái bị chém giết. Là một vị thông mạch hậu kỳ cao thủ, nên có thực lực. Vẫn là có. Theo từng đầu hồ ly bị chém giết, núi rừng bên trong có nhiều hơn hồ ly hiện ra đến, lít nha lít nhít, giống như đầy khắp núi đồi đồng dạng. Đại lượng hồ ly tre và măng mọc đánh tới. Xoẹt, một cái sơ sẩy. Sau lưng áo quần rách nát, thì có mấy đạo vết máu xuất hiện ở nơi đó. La Nguyên bị đau. Trở lại một kiếm đâm ra, đem đầu kia hồ ly cho đâm một cái xuyên thấu. Lúc này, lại có những thứ khác hồ ly đánh tới. Trong lúc nhất thời, hắn có chút lúng cuốn tay chân. Không có cách nào. Thông mạch cảnh hậu kỳ võ giả cũng là người. Nếu như là một đầu hai đầu hồ ly còn tốt, là nguyên giải quyết không phải là cái gì vấn đề. Nhưng bây giờ xuất hiện số lượng, số lượng hàng trăm hàng ngàn. Mà lại mỗi một đầu hồ ly đều là hung hãn không sợ chết. Liền xem như hắn công kích cường hãn, vậy từ đầu đến cuối sẽ có xuất hiện lỗ hổng thời điểm thù thương. Không thể tránh được. Oanh. Một kẻ thân thể đánh vỡ không khí tới, sáng chói kim quang nổ bắn ra đến, nháy mắt liền đem chung quanh hắc ám, đều cho đều xua tan ra. Thân thể dừng lại. Đáng sợ kình phong trùng trùng điệp điệp. Sở hữu đánh giết mà đến hồ ly, tại này cổ kình phong trước mặt, đều là không bị khống chế bay tứ tung ra ngoài. Trong chốc lát, vây công la nguyên đông đảo hồ ly, đều là bị trực tiếp thanh không. Không còn hồ ly tập kích. La Nguyên áp lực vì đó một thanh. Hắn nhìn về phía người tới về sau, trên mặt không khỏi hiện ra kính úy thần sắc. Thẩm đại nhân. Khi nhìn đến máu tươi lực lượng về sau, La Nguyên đối với cái này vị trấn ma ti cường giả, liền tồn tại rất lớn lòng kính sợ. Lại đến hiện tại. Thẩm trường thanh xuất hiện thanh thế to lớn. Trên thân kia tồn tại kim quang, đem phụ trợ tự như tái thế Phật đà đồng dạng. Chỉ một điểm này. Nhưng cho người nhìn thấy, liền không tránh khỏi vui lòng phục tùng. Sở dĩ. La Nguyên trong lòng kính sợ, chính là trở nên càng sâu. Hai người khác đâu? Thẩm Trường Thanh nhìn về phía La Nguyên. Nghe vậy. La Nguyên lắc đầu, bọn hắn chắc còn ở trong miếu đổ nát, ta tỉnh hồn lại thời điểm, chính là tại miếu hoang bên trong, nếu không phải là dựa theo thẩm đại nhân phương pháp bài trừ huyễn tượng lời nói chỉ sợ ta cũng chết ở nơi đó miếu hoang thẩm trường thanh ánh mắt nhìn về phía cái kia tàn phá miếu thờ cuối cùng hắn đem ánh mắt rơi vào đang cùng hóa thân chiến đấu to lớn hồ ly phía trên có thế cùng hóa thân chiến đấu đầu này hồ ly thực lực không kém nói thật nếu là đối phó chính là một đầu hung thú lời nói thẩm trường thanh không có cái gì kỳ quái nhưng là làm vốn nên thông thường hồ ly bây giờ lại có thế cùng nửa bước tông sư hóa thân chém giết vậy liền không giống bình thường lại từ trên đất những cái kia thay khô hại cốt đến xem rõ ràng đầu này hồ ly rất có thể chính là sát hại tiến vào phượng khâu sơn dân chúng hung thủ không phải yêu tà khó trách không có âm tà khí tức tồn tại thẩm trường thanh hiện tại xem như minh bạch vì cái gì bản thân một điểm âm tà khí tức cũng không có cảm thấy được bởi vì đồng thủ người căn bản cũng không phải là yêu tà không phải yêu tà tự nhiên là không có âm tà hơi thở chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là một đầu vốn nên tầm thường hồ ly vì sao lại trưởng thành đến một bước này thành tinh trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ như vậy thế giới này lúc đầu tồn tại yêu tà liền đủ phiền toái nếu như mảnh thú cũng có thể thành tinh lời nói, vậy thì càng phiền toái. Tại trấn Ma Ti tàn thư bên trong. Thẩm trường thanh cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, có mảnh thú thành tinh nói chuyện. Bất quá. Ghi chép về ghi chép. Có tồn tại hay không, còn phải trở về trấn Ma Ti hỏi thăm một phen, tài năng cuối cùng xác định. Nhìn hồi lâu. Hắn không lãng phí thời gian nữa. Hóa thân lực lượng tuy mạnh, nhưng là kéo dài thời gian có hạn tái chiến tiếp lời nói nói không chừng thật bị đầu kia hồ ly trốn thoát đem trên bờ vai thiên khôi bắt lại thẩm trường thanh nhìn xem chung quanh những cái kia nghĩ lên không dám lên hồ ly trực tiếp chính là đem đối phương nhét vào trên mặt đất đến lượt ngươi biểu hiện thời điểm đến những thứ nhỏ bé này hồ ly liền giao cho ngươi tới xử lý nói xong hắn cũng không đợi thiên khôi phản ứng chính là dẫn đầu hướng về to lớn hồ ly tới gần thiên khôi bản thân liền là cường đại hung thú liền xem như con non cũng là có được bình thường mạnh thú không có lực lượng giải quyết một chút thông thường hồ ly nghĩ đến không có vấn đề gì chớ nói chi là đối phương còn cắn nuốt bản thân mấy giọt máu nếu là dạng này cũng không có cách nào đối phó những vật kia lời nói thẩm trường thanh đều phải nghiêm túc cân nhắc cái này thiên khôi đến cùng có hay không bồi dưỡng giá trị. Đi tới chiến trường bên trong. Hắn đầu tiên là đem hóa thân đánh tan, đem bên trong còn sót lại tinh huyết cùng lực lượng. Toàn bộ đều nuốt đi vào. Cùng một thời gian. Tại hóa thân tiêu tán thời điểm, đầu kia to lớn hồ ly phản phất là cảm giác được cái uy hiếp gì một dạng, cũng không quay đầu lại liền muốn hướng về nơi xa trốn chạy. Chỉ là, thân thể nó vừa mới khẽ động thì có một nguồn sức mạnh đáng sợ rơi xuống oanh đại địa chấn động hồ ly kia thân thể khổng lồ trực tiếp rơi xuống trên mặt đất hiện ra một cái hố cực lớn da lông cháy đen nổ tung dài nhọn miệng có máu tươi tràn ra tới chậm rãi thu về bàn tay thẩm trường thanh nhìn xem trước mặt to lớn hồ ly sắc mặt đạm mạc phượng khâu sơn bên trong chính là ngươi tại quấy phá tha tha mạng to lớn hồ ly há hốc mồm có thanh âm khàn khàn truyền ra nghe vậy thẩm trường thanh sắc mặt không khỏi khẽ giật mình hắn lúc đầu chỉ là thuận miệng nói căn bản cũng không có nghĩ tới đối phương sẽ trả lời thật không nghĩ đến trước mắt hồ ly vậy mà thật sự có thể miệng nói tiếng người thật sự thành tinh nếu như nói phía trước còn có cái gì hoài nghi nói như vậy tại thời khắc này Thẩm Trường Thanh thật tin tưởng, trước mắt hồ ly đích thật là thành tinh. Nếu không, một đầu giả thú như thế nào lại miệng nói tiếng người? Hắn một lần nữa đánh giá đến trước mắt đầu này hồ ly. Bản quan hỏi ngươi, vì cái gì ngươi có thể làm được miệng nói tiếng người, lại vì cái gì muốn giết hại tiếng vào Phượng Khâu Sơn người? Nghe vậy, to lớn hồ ly đôi mắt chuyển động một lần, thanh âm yếu ớt từ đó truyền ra. Nếu là ta nói, tôn thượng khả năng tha ta một mạng. Chương 117, Tinh Quái Nói Thẩm trường thanh sắc mặt đạm mạc Nằm dưới đất hồ ly còn muốn tranh thủ cái gì, chỉ là đối đầu kia đạm mạc ánh mắt lúc, cưỡng ép đem lời ngưỡng nuốt trở về. Sau đó, nó chính là trả lời thẩm trường thanh vấn đề. Tự như là từ 300 năm nhiều trước bắt đầu đi, không biết vì nguyên nhân gì, tiểu nhân bắt đầu đã đản sinh ra linh trí, sau đó lại là tìm tu một đoạn thời gian, cuối cùng luyện hóa hoành xương, có thể miệng nói tiếng người. Nhưng từ đầu đến cuối, tiểu nhân đều là đợi tại Phượng Khâu Sơn bên trong, chưa bao giờ có tổn thương nhân mạng ý nghĩ. Nhưng là chúng ta đời đời kiếp kiếp sinh tồn ở Phượng Khâu Sơn bên trong, nhưng là chung quanh thợ săn lại thường xuyên vào núi đi săn không biết bao nhiêu đồng tộc chết thảm ở thợ săn trong tay tiểu nhân tức không nhịn nổi lúc này mới xuất thủ đã thương người hy vọng tôn thượng xem ở tiểu nhân sự tình ra có nguyên nhân phân thượng để lại ta một con đường sống đi tiểu nhân có thể cam đoan lập tức dẫn đầu tộc đàn rời đi nơi này tuyệt đối sẽ không lại đã thương người nói xong hồ ly như cùng người một dạng quỳ trên mặt đất hướng về thẩm trường thanh dập đầu nó nói rõ ràng cảm xúc cũng là bộc lộ bên ngoài. Thẩm trường thanh nhìn xem nó, thanh âm bình tĩnh, người nói rất tốt, nhưng rất đáng tiếc, bản quan không tin. Thoại âm rơi xuống. Một chưởng oanh kích ra ngoài. Phanh, hồ ly đầu, lập tức nổ bể ra tới. Không đầu thi thể trên mặt đất trung rẩy sau khi, liền không có khác động tĩnh. Chung quanh hồ ly. Tại to lớn hồ ly sau khi chết, cũng đều là hét lên một tiếng, tứ tán chạy tán loạn. Lúc đầu đang cùng hồ ly chém giết thiên khôi, nhìn thấy những cái kia hồ ly đào tẩu, đều là ngay người một lần, tròn trịa con mắt nhìn xem chung quanh, trong lúc nhất thời không biết nên không nên truy. Trở về đi. Thanh âm quen thuộc, tại nó vang lên bên tai. Thiên khôi bỏ qua truy sát hồ ly dự định, thật nhanh đi tới từ gia chủ người trước mặt. Chỉ vào trước mặt hồ ly sự tình. Thẩm trường thanh từ tốn nói, nó là của ngươi, có thể ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu. Ô ô. Thiên Khôi phát ra âm thanh kích động, sau đó nhìn trước mặt so với nó lớn hơn không biết gấp bao nhiêu lần hồ ly, trong mắt nhỏ bốc lên tinh quang, sau đó chính là đánh giết đi lên. Nhìn thấy Thiên Khôi hút huyết dịch, Thẩm Trường Thanh sắc mặt vẫn là không có biến hóa quá lớn. Từ vừa mới hồ ly trong miệng, hắn mơ hồ cũng có thể đoán được một ít chuyện. Hơn 300 năm trước, mới đột nhiên ra đời linh trí, khiến cho không tự chủ được Liên tưởng đến hơn 300 năm trước kia, yêu tà hàng thế sự tình. Hai cái này rất có thể là tồn tại cái gì liên quan. Nhưng cụ thể như thế nào? Thẩm Trường Thanh hiện tại không có quá nhiều chứng cứ có thể khẳng định. Đến như đối phương giết hại nhân tộc, bản thân liền là tội chết. Về tình về lý, hắn đều không có hạ thủ lưu tình khả năng. Có lẽ đối phương ngay từ đầu thời điểm, lời nói không có vấn đề gì xuất thủ đã thương người thật là vì tộc đàn cân nhắc, nhưng là đằng sau đâu. Nhà môn phái người tiến đến, nhiều người như vậy, vậy toàn bộ mất mạng ở trong tay đối phương, vậy thì không phải là đơn thuần vì tộc đàn cân nhắc, rất hiển nhiên. Đầu này hồ ly giết chóc quá nhiều người, đã trầm mê ở trong đó. Liền xem như thả đối phương. Ngày khác, cũng giống vậy sẽ tàn sát nhân tộc. Thẩm trường thanh thân là nhân tộc, tự nhiên là đứng tại nhân tộc phía bên kia, đi cân nhắc những chuyện này bởi vậy từ hắn sát hại cái thứ nhất dân chúng bắt đầu liền đã quyết định kết cục nhìn thoáng qua ngay tại thôn phệ thiên khôi hắn hướng về trong miếu đổ nát đi đến một bên khác la nguyên nhìn đến đây cũng là cúng quyết theo phía trước đi mặc dù rất giống nguy hiểm đã biến mất nhưng hắn cũng không dám cam đoan chung quanh sẽ không còn có khác tồn tại nguy hiểm lúc này đi theo thẩm trường thanh bên người, liền xem như an toàn nhất. Tiến vào miếu hoang. Tầm mắt mờ tối rất nhiều. Phía trên thần đài vị trí rỗng tuyết, nhưng là tại thần đài bên cạnh, nhưng có vỡ thành mấy khối sơn thần tượng đá bị ném vứt bỏ ở nơi đó. Rất hiển nhiên. Nơi này trước kia hẳn là miếu sơn thần. Về sau bởi vì một ít nguyên nhân, như vậy sao lãng đi? Lại về sau chính là bị vừa mới tinh quái tu hú chiếm tổ chim khách, mưu toan trở thành mới sơn thần, sở dĩ khẳng định như vậy là thẩm trường thanh tại trên bệ thần cảm nhận được độc thuộc về kia tinh quái khí tức, tinh quái là hắn cho đối phương một cái xưng hô, luyện hóa hoành xương, miệng nói tiếng người mà lại thực lực mạnh mẽ, vật như vậy đã không tính là tầm thường giả thú, nói là hung thú lại cùng hung thú có rất lớn khác nhau tối thiểu nhất tông sư đỉnh phong hung thú cũng không có biện pháp làm được luyện hóa hoành xương miệng nói tiếng người tình trạng mà lại thẩm trường thanh cũng hoài nghi tại phương diện trí khôn hung thú không bằng tinh quái bởi vì một ít nguyên nhân sinh ra linh trí sau đó luyện hóa hoành xương hiện nay hấp thu người sống tinh huyết cùng mê hoặc người khác đối với mình thăm viếng chẳng lẽ là dự định mượn cơ hội này trở thành nghe đồn ở trong thần linh thẩm trường thanh nhìn xem miếu thờ bên trong quỳ lạy đám người cùng bên ngoài trên đất những cái kia thay khô trong đầu hắn không tự chủ được liên tưởng đến sự tình khác bản thân phong thần ở cái thế giới này mình là chưa từng có từng nghe nói nhưng là tại ban đầu thế giới kia dạng này ghi chép kỳ thật không phải số ít tại không có chân chính nhìn thấy tinh quái thời điểm thẩm trường thanh cũng không có nhiều nghĩ nhưng là hiện tại hắn nhưng lại không thể không suy nghĩ phượng khâu sơn tồn tại tinh quái như vậy những địa phương khác có khả năng hay không ẩn tàng có nhiều hơn tinh quái dĩ vãng yêu tà làm loạn thật sự cũng chỉ là yêu tà mà không có tinh quái nhân tố ở bên trong cuối cùng của cuối cùng đó chính là trấn ma ti phải chăng tin tường tinh quái tồn tại nếu như rõ ràng lời nói vậy mình trong trấn ma ti làm sao lại không hề có một chút tin tức nào đạt được. Nhưng nếu như không rõ ràng, như vậy tinh quái sự tình rất có thể liền thật là ví dụ. Lúc này, mặc cho kia tinh quái đã chết đi, những cái kia lâm vào huyễn tượng người vẫn là không có tỉnh táo lại. Tỉnh lại. Thẩm Trường Thanh khẽ quát một tiếng. Lập tức, tất cả mọi người là từ huyễn tượng bên trong trực tiếp thanh tỉnh lại nhìn xem trước mặt miếu hoang. Tất cả mọi người đầu tiên là sắc mặt khẽ giật mình, chợt chính là bối rối không thôi. Đây là địa phương nào? Ta rõ ràng là ở trong núi, vì sao lại xuất hiện ở đây? Đây là nơi nào, miếu thờ bên trong đại đa số đều là phổ thông bách tính, đối với trước mắt đột ngột tình huống, lộ ra bối rối không thôi. Trong đám người, Lữ An Tân cùng Hoác Thiến hai người, trên mặt cũng có rõ ràng kinh hoảng. Chỉ là bọn hắn tốt xấu là giang hồ võ giả, tầm tính muốn so với những người khác cường đại không ít. Chờ đến thấy rõ ràng chung quanh thế cục về sau. Chính là lập tức đi tới thẩm trường thanh trước mặt, trong lời nói tràn đầy xấu hổ. Gặp qua thẩm đại nhân. Nhìn thấy thẩm trường thanh. Lại gặp được thẩm trường thanh phía sau La Nguyên. Hai người cũng là trên cơ bản, suy đoán ra rất nhiều thứ. Rõ ràng. Bọn họ là bị yêu tà cho mê hoặc đằng sau thẩm trường thanh tự mình xuất thủ mới xem như đem yêu tà giải quyết sau đó giải cứu nhóm người mình từ đầu tới đuôi hai người mình cũng không có cảm thấy được yêu tà hành tung nói cách khác nếu như đối phương không ra tay cứu giúp bọn hắn rất có thể liền đã chết ở yêu tà trong tay không có sao chứ nhìn xem hai người thẩm trường thanh ngược lại là không có biểu lộ quá nhiều nghe vậy Hoắc Thiến lắc đầu, thiếp thân không có chuyện gì, làm phiền thẩm đại nhân quan tâm, không biết đầu kia yêu tà, thế nhưng là đã bị thẩm đại nhân trừ đi. Ừm. Thẩm trường thanh gật đầu. Sau đó hắn đưa tay một động tác, sau lưng la nguyên chính là hiểu ngầm trong lòng giống như tiếng lên. Thẩm đại nhân, đây là ngài học ngọc. Lúc nói chuyện, hắn đã là cung kính rất nhiều. Tiếp nhận học ngọc. Thẩm trường thanh nói, ngươi cùng hai người bọn họ trấn an một chút những người khác sau đó hộ tống bọn hắn rời đi lời gì nên nói lời gì không nên nói ngươi muốn trong lòng hiểu rõ tinh quái sự tình tại không có hoàn toàn xác định được hắn không hy vọng tin tức này truyền ra quá rộng nghe đến đó la nguyên chỉ là sơ sơ suy tư liền hiểu tới thẩm đại nhân yên tâm lão hữu minh bạch nên làm như thế nào vậy liền tốt nhất thẩm trường thanh nói xong chính là quay người rời đi miếu hoang trên đất trống thây khô vẫn tồn tại nơi đó trường ngoài ra trên mặt đất cũng có rất nhiều hồ ly thi thể cùng đầu kia to lớn hồ ly bàn tay cách không nhiếp vật lúc đầu gục ở chỗ này hấp thu máu tươi thiên khôi vội vàng không kịp chuẩn bị bên dưới trực tiếp bị một con giày rộng bàn tay nắm vùng vẫy một hồi nó liền từ bỏ chống cự lại ăn xuống dưới, ngươi liền phải cho ăn bể bụng, cứ như vậy đi. Thẩm trường thanh nói một câu, sau đó đem đối phương đặt ở trên mặt đất. Đi lên phía trước ra. Đối trước mặt đất trống, lăng không đánh ra mấy chưởng. Oanh. 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 Cường đại chấn động. Tự như địa long xoay người đồng dạng. Qua trong giây lát. Trên mặt đất liền xuất hiện hai cái hố to. Ống tay áo phất động. Chân nguyên mãnh liệt ra ngoài, hóa thành cuồng phong càng quét. Sở hữu hồ ly thi thể, bất luận lớn nhỏ, toàn bộ đều bị vứt bỏ ở trong một cái hố. Đồng thời, những cái kia còn sót lại thay khô thì là bị cuồng phong cuốn tới một cái khác cái hố bên trong. Lại là chân nguyên càng quét. Bùng đất vùi lấp. Tất cả vết tích toàn bộ đều biến mất không gặp. Bụi về với bụi, đất về với đất, tất cả đều đi qua đi thẩm trường thanh đối không khí nói một câu sau đó cầm lên thiên khôi đem đối phương nhét vào trên vai của mình khẽ hơi trầm xuống một cái hắn quay đầu nhìn về phía thiên khôi trên dưới quan sát một chút cái vật nhỏ này giống như so với ban đầu lại lớn một chút bờ vai của mình đều nhanh dung không được đối phương bản quan tại phượng khâu sơn bên ngoài chờ các ngươi vứt xuống một câu truyền vào miếu hoang trong tai của mọi người về sau, thẩm trường thanh chính là nhẹ lướt đi. Chờ đến La Nguyên ra tới. Nơi đó sớm đã không còn thẩm trường thanh bóng dáng. Không chỉ như thế. Liền ngay cả cấp ở đây bên trong đại lượng thay khô, cùng hồ ly thi thể, toàn bộ đều biến mất không thấy. Phản phất. Những vật kia tồn tại không có xuất hiện qua đồng dạng. Đối với lần này, hắn trong lòng cũng hiểu rõ. Chợt. La Nguyên trở lại nhìn về phía từ trong miếu hoang đi ra đám người, trầm giọng nói, nơi đây yêu tà đã bị trấn ma ti đại nhân diệt sát, các ngươi cũng không cần lại lo lắng cái gì. Nếu là có bản lãnh, như vậy hiện tại liền có thể tự hành trở về. Không phải, cũng có thể đi theo mấy người lão phu, cùng nhau rời đi nơi đây. Dứt lời. Có dáng người hán tử khôi ngô đi ra, hướng về La Nguyên đám người không người hạ bái. Đa tạ mấy vị đại nhân cứu giúp, Thảo dân tự hành là được rồi. Ừm. La Nguyên khẽ gật đầu. Sau đó lại có mấy người ra tới, đều là biểu thị bản thân trở về thì được. Còn dư lại phần lớn người, tất cả đều lưu tại nguyên địa không có nhúc nhích. Thấy vậy, hắn cũng không lại nói cái gì, cùng cái khác hai người liếc nhau một cái, liền mang theo đám người rời đi Phượng Khâu Sơn. Chương 118, giải tỏa bản chức năng mới. Theo thất thủ tại Phượng Khâu Sơn bên trong dân chúng trở về, có người vui vẻ có người bi thương. Vui mừng nguyên nhân, dĩ nhiên chính là những cái kia nhìn thấy thân nhân mình trở về người. Đến như bi thương người, chính là không nhìn thấy thân nhân mình trở về. Loại thời điểm này, không trở về, không sai biệt lắm chính là đồng đẳng với tuyên cáo tử vong. Bất quá Phượng Khâu Sơn yêu tà bị tru diệt tin tức, cũng theo đó lưu truyền ra. Trấn Ma Ti danh hiệu. Cũng là lại một lần nữa lan truyền ra ngoài. Chỉ là so sánh Trấn Ma Ti hiện nay như mặt trời ban trưa thanh thế. Một chút như vậy thanh danh. Miễn cưỡng xem như dệt hoa trên gấm mà thôi. Đối với dạng này sự tình. Thẩm trường thanh cũng không có để ý tới. Tại diệt sát đầu kia tinh quái về sau, hắn chính là ngay lập tức trở lại khúc đài huyện bên trong. Thẩm đại nhân Trong nha môn, thường tài đã sớm đang chờ tin tức. Lúc này nhìn thấy thẩm trường thanh trở về, chính là dự định hỏi thăm một chút tình huống. Kết quả Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị một câu cho chắn trở về. Bản quan có chút đột phá, đừng để người đến quấy rầy. Thẩm trường thanh vứt xuống một câu, chính là trực tiếp trở lại trong phòng. Chỉ để lại sắc mặt kinh ngạc thường Tài ngay người tại nguyên chỗ không biết nên làm chút gì đó. Trong phòng, thẩm trường thanh trên mặt có không ức chế được vui mừng. Hắn bình tĩnh lại tâm thần. Sau đó trực tiếp xem xét nổi lên bảng bên trên biến hóa. Tính danh, thẩm trường thanh thế lực, đại tầng trấn ma ti thân phận, võ các trưởng lão chân ý, bách chiến chân ý, sáu thành, võ học, đại nhật kim thân, thứ ba mươi tầng, không thể tăng lên, đại nhật chân kinh, tầng thứ hai mươi bảy, không thể tăng lên, xích dương thần trưởng, tầng thứ hai, có thể tăng lên, thất tinh đạp không bộ, tầng thứ nhất. Có thể tăng lên, giết chóc, 58 thần thông, một như trước kia bản so sánh, bây giờ bản bên trên, lặng yên ở giữa nhiều hơn một cái thần thông chữ. Mà lại, võ học phía trên xích dương thần trưởng, cùng thất tinh đạp không bộ, vậy từ lúc đầu không có tăng lên giao diện, biến thành có thể tăng lên. Biến hóa như thế là ở chém giết đầu kia tinh quái về sau mới đột nhiên xuất hiện nhìn xem hoàn toàn khác biệt bản thẩm trường thanh tâm thần khuấy động ta lúc đầu coi là đã toàn bộ bộ nghiên cứu ra bản phương pháp sử dụng hiện tại xem ra bản vẫn có một ít công năng không có khai phát ra tới chém giết tinh quái không có đạt được giết chóc giá trị lại là lấy được thần thông giá trị theo võ học thượng mặt biến hóa đến xem thần thông giá trị chủ yếu đối ứng chính là trường nội công cùng ngoại công bên ngoài, những thứ khác võ học đi. Ngoại công. Nội công. Cái khác võ học. Thẩm trường thanh tính tự giác đem bản bên trong võ học, chia làm ba cái thuộc loại khác nhau. Mà cái khác võ học. Cũng có thể gọi là công phạt võ học, chủ yếu là dùng cho đối địch giao chiến bên trên. Nói thật. Từ khi dung hợp ra xích dương thần trưởng, cùng thất tinh đạp không bộ đến nay, hắn liền không có cái gì thời gian đi tìm tu phần lớn thời giờ đều là đang tìm yêu ma con đường bên trên có thời gian tìm tu thời điểm cũng đều là tại nghiên cứu nội công cùng ngoại công so sánh bên dưới công phạt võ học phương diện chính là rơi xuống rất nhiều sở dĩ tại công phạt thủ đoạn phương diện vậy vẫn luôn là thẩm trường thanh nhược điểm chỉ là thực lực của hắn cường hoành ở chỗ công phạt võ học phương diện không có cái gì quá lớn cứng nhắc yêu cầu trên cơ bản gặp được địch nhân thời điểm đều là lấy bản thân hùng hồn nội tình đến trấn áp thô bạo lấy lực phá xảo đại khái chính là như vậy thuyết pháp thế nhưng là cái này lại không thể nói rõ công phạt võ học kỳ thật một chút tác dụng cũng không có nếu như hai người nội tình một dạng như vậy chân chính thắng bại ngay tại ở bản thân tinh diệu chiêu số cùng kinh nghiệm đối địch phía trên công phạt thủ đoạn càng là cao minh. Như vậy đối với bản thân lực lượng, đào móc đúng là càng lớn. Đơn giản đánh một cái so sánh. Một người đem nội công ngoại công, đều luyện đến một cái đăng phong tạo cực trình độ, nhưng không có bất kỳ công phạt thủ đoạn. Như vậy thời điểm đối địch. Hắn khả năng chỉ là phát huy ra bản thân thực lực tổng hợp một thành. Hoặc là hai ba thành. Nhưng như là trong tay nắm giữ công phạt võ học nói. Người kia khi có cơ hội đem thực lực bản thân, phát huy ra 10 thành, thậm chí là vượt qua 10 thành. Cái này, chính là công phạt võ học diệu dụng. Trước kia xích dương thần trưởng bản thân liền là cực kỳ võ học cao thâm, tại dung hợp về sau đạt được tầng 2 tu vi, cũng coi là so sánh thật tốt. Chỉ là đối mặt những cái kia tại võ học trung cấp chuyên nghiệp nghiên thật lâu uy tín lâu năm cường giả, thẩm trường thanh ở phương diện này vẫn là sẽ có một chút ăn thiệt thòi dưới mắt thần thông giá trị xuất hiện. Cao ngất là giải quyết rồi cái phiền toái này. Ổn định tâm thần. Hắn nếm thử suy nghĩ rơi phía trên xích dương thần trưởng, sau đó mặc niệm một câu, tăng lên. Lập tức. Thần thông giá trị từ một, trực tiếp biến thành số không. Mà xích dương thần trưởng, vậy từ tầng hai thuế biến đến ba tầng. Một cổ mãnh liệt cảm giác quen thuộc, từ thẩm trường thanh trong đầu hiện ra tới cái loại cảm giác này. Thật giống như hắn đem xích dương thần trưởng sử dụng vô số lần một dạng, đối với bên trong chiêu số, cùng đường lối vận công, đều là rất quen thuộc. Đã từng nghi hoặc. Hiện tại cũng là giống như khói mù tiêu tán ra. Xong rồi. Thẩm trường thanh xem lấy bản thân đối với xích dương thần trưởng ký ức, trong mắt có thần sắc mừng rỡ. Xong rồi. Thật sự xong rồi. Hắn đối với xích dương thần trưởng lĩnh ngộ, thật sự đề cao một cái giai tầng. Chém giết yêu tà, có thể có được giết chóc giá trị, chém giết tinh quái, có thể có được thần thông giá trị, như vậy nếu như lại chém giết những vật khác, phải chăng có thể giải khóa bản bên trên những chức năng khác? Thẩm trường thanh suy nghĩ phiêu có chút xa. Lúc đầu cho là mình đã giải bản chức năng, hiện tại mới phát hiện, bản còn có khác ẩn tàng công năng. Còn không có chính thức giải tỏa ra tới. Hiện tại chém giết tinh quái, xem như giải tỏa một cái nhưng là hắn không thể khẳng định đây có phải hay không là đã đem bản công năng toàn bộ đều cho mở ra ra tới rất nhanh thẩm trường thanh liền đem lực chú ý rơi vào chân ý phía trên hiện tại nội công ngoại công cùng công phạt võ học đều có trực tiếp tăng lên phương pháp tính được chỉ có chân ý xem như không có trực tiếp tăng lên biện pháp mặc dù nói chém giết yêu tà có thể cướp đoạt lực lượng tinh thần đến đề thăng chân ý cảnh giới nhưng vấn đề là phương pháp như vậy không tính là bản bên trên có công năng trên thực tế mỗi một cái tông sư cấp bậc võ giả tại chém giết yêu tà về sau đều có thể cướp đoạt một chút lực lượng tinh thần cho mình dùng bởi vậy thẩm trường thanh không thể không suy đoán bản có phải hay không còn có tăng lên chân ý công năng bản thân không có khai phát ra tới có thể từ tình huống trước mắt đến xem, giống như cũng không có ai có thể nhường cho mình giết, yêu tà giết, tinh quái cũng giết. Tại cả hai phía trên, Thẩm Trường Thanh cũng nhìn thấy một cái chung điểm, đó chính là không phải người. Đương nhiên, phía trước bản thân cũng từng giết hung thú, có thể hung thú không có giải tỏa ra tới bản bên trên trị số. Bởi như vậy, giải tỏa bản chung điểm lại là nhiều hơn một cái. Đó chính là, có trí khôn. Thẩm trường thanh ngồi ở chỗ đó, cả người rơi vào trầm tư. Yêu ta cùng tinh quái kỳ thật đều như thế, là có trí không tồn tại, mà không phải đơn thuần dị loại, bình thường giả thú cũng tốt, vẫn là thiên cảnh bên trong hung thú cũng được, nhiều lắm là chính là có một ít linh tính, nhưng muốn nói trí tuệ, vậy liền chênh lệch nhiều. Ngắn ngủi phân tích Hắn không sai biệt lắm xác định hai cái sự tình. Không phải người có trí khôn cả hai là giải tỏa bản mới thuộc tính một cái tiền đề chờ chút thẩm trường thanh ánh mắt trở nên trở nên thâm thúy hắn nghĩ tới rồi một chuyện nếu như nói không phải người mà lại là có trí khôn nói như vậy trấn thủ sứ phải chăng cũng coi như đâu trấn thủ sứ dung hợp yêu ma thân thể nghiêm chỉnh mà nói đã khác biệt với bình thường nhân tộc dù sao yêu ma lực lượng hỗn hợp nhân tộc sức mạnh của bản thân đã là biến thành một loại hoàn toàn mới trạng thái mặc dù tất cả trấn thủ sứ đều là lấy nhân tộc tự cho mình là nhưng từ sinh mệnh bản chất đến xem trấn thủ sứ không tính là nhân tộc mới đúng chí ít cùng tầm thường nhân tộc so sánh có rất lớn khác biệt nếu như ta chém giết trấn thủ sứ lời nói có khả năng hay không giải tỏa ra bản bên trên mới công năng ý nghĩ này vừa mới xuất hiện thẩm trường thanh liền đem nó cưỡng ép cho đè ép xuống chém giết trấn thủ sứ căn bản cũng không thích hợp hắn biết rõ đối với đại tần tới nói trấn thủ sứ đến tột cùng là dạng gì tồn tại kia là đại tần cảnh nội thủ hộ thần nếu là có nhân tộc tại đại tần cảnh nội chém giết trấn thủ sứ lời nói bất luận đối phương là thân phận cỡ nào đều sẽ triệt để đem mình đẩy hướng đối địch một mặt thẩm trường thanh tự nhận thực lực không kém. Nhưng là, muốn cùng đại tần là địch lời nói. Vẫn là châu chấu đá xe, tự tìm đường chết thôi. Mà lại, bản bên trên sự tình, cũng đều là chính hắn suy đoán, không có cái gì tính thực chất chứng cứ. Thật muốn bởi vì cái này, đi giết một cái trấn thủ sứ nghiệm chứng một chút lời nói, vậy thì có chút hơi quá. Vạn nhất, thật sự cái gì cũng không có giải tỏa ra tới, còn không duyên cớ đem mình đẩy hướng đại tầng mặt đối lập, vậy thì càng thua thiệt. Lắc đầu, Thẩm Trường Thanh bỏ đi ý nghĩ này. Khảo thí bản sự tình, đợi đến về sau thật có phù hợp cơ hội rồi nói sau. Hắn hiện tại, trên thân có thực lực, vẫn là có rất lớn khiếm khuyết. Mở cửa phòng. Sớm có nha dịch cung kính chờ đợi ở nơi đó. "Thẩm đại nhân." Nghe tới cửa phòng mở ra thanh âm tên kia nha dịch không khỏi nghiêng người quay đầu, vừa vặn nhìn thấy thẩm trường thanh đi ra. Thường đại nhân ở đâu? Khởi bẩm thẩm đại nhân, tri huyện đại nhân ngay tại nội đường chờ, nói rõ thẩm đại nhân nếu là đi ra, mời ngại đi nội đường một chuyến. Ừm. Thẩm trường thanh nhẹ gật đầu, sau đó tại đối phương dẫn dắt đi, hướng về nội đường đi đến. Nội đường bên trong. Thường tài ngồi ở chỗ đó, xa xa xem xét, suýt nữa tưởng rằng một cái viên thịt. Vị này khúc đại huyện Tri huyện. Thật sự là mập có chút quá phận. Vừa mới nhìn thấy Thẩm Trường Thanh, hắn liền lập tức từ trên ghế bắn lên, ba chân bốn cẳng đi ra phía trước. Thẩm đại nhân đến rồi. Thường đại nhân. Thẩm Trường Thanh sơ sơ ôm quyền, sau đó ở một cái chỗ trống ngồi xuống. Ngồi xuống về sau, hắn mới nghiêng đầu nhìn về phía Thường Tại, nghe nhà dịch nói, Thường đại nhân ở chỗ này chờ bản quan không biết là có chuyện gì hạ quan cũng muốn hỏi hỏi một chút kia phượng khâu sơn sự tình thường tài xoa xoa đôi bàn tay trên mặt có thần sắc tò mò nghe vậy thẩm trường thanh nói phượng khâu sơn bên trong yêu tà đã là bị bản quan chém giết là nguyên mấy người hộ tống những cái kia thất thủ dân chúng trở về tin tưởng còn muốn một chút thời gian mới có thể trở về khúc đài huyện đi thì ra là thế thường tài rõ ràng nhẹ nhàng thở ra sau đó hắn mới nghe được thẩm trường thanh lời nói bên trong ý tứ thẩm đại nhân nói là phượng khâu sơn bên trong còn có người sống